thương từ tiếng mẹ thân quen. Làng điệu nào mà ta gọi dân ca, sao lại giống như những lời ru của mẹ. Điệu lý câu hò khơi đồng tình quê, làm sao xuyến đê mê là bài ca vọng cổ. Đồng đàn đã khôn ngân âm hương cội nguồn, từ nỗi trăm trứng ngỡ cho trăm con tự hào biết mấy. Ôi gian đứng Việt Nam đẹp mơ đẹp mãi hát từ cội nguồn. Và xin được giới thiệu Đức Vịnh Quỳnh Anh cùng với nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và huấn luyện viên Dương Triệu Vũ. Thưa anh Linh, cái lý do mà anh nhận lời tham gia biểu diễn hỗ trợ cho tiết mục của các bé trong đêm chung kết ngày hôm nay, anh có thể chia sẻ được không ạ? Ở đây nó không có cái động lực gì mạnh bằng cái động lực anh em ruột thịt trong nhà. Bởi vì Vũ là em ruột của mình. Thu Trang là một đứa em gái mà Linh cũng rất là thương. Ở đây còn một người nữa đó là Cẩm Ly, một trong những ca sĩ mà Linh cũng rất rất thương, rất thương. Ngày hôm nay Linh góp mặt ở đây, cái thứ nhất là để động viên các cháu là chính. Chứ còn nói về hát cải lương thì mời nhiều người hát cải lương chứ không phải cần mời tôi đâu. Tôi hát cải lương dở ồn. Nhưng mà để đến được đây thì Linh rất là vui. Cảm ơn tụi con nhiều. Và xin cảm ơn ạ. Bây giờ chúng tôi xin phép mời đội của gia đình Bạch Gia Trang. Chú Hoài Linh cũng đã chỉ cho con luyến lái rất là nhiều. Và tất cả những điều đó nó giúp cho tụi con có một cái niềm tin, một cái bản lĩnh và hoàn thành một tác phẩm lớn mà đối với những ca sĩ thành danh cũng khó lòng có thể chinh phục khán giả được. Chú Bạch xin chúc mừng hai con. Chú. Xin mời người phụ nữ trong tà áo dài nhung đỏ chị chia sẻ. Đầu tiên thì cô muốn tất cả khán giả chúc mừng cho tụi con một tiết mục rất là tuyệt vời. Đức Vĩnh và Quỳnh Anh, tụi con vẫn giữ được cái chất ngọt ngào của dân ca, đó là sở trường của tụi con. Nhưng mà từng cái hơi thở của tụi con rất là chắc chắn mới có thể hát được cái ca khúc này. Và cái bài hát này được các chú, các cô dàn dựng rất là đẹp, cộng thêm sự phối hợp của chú Hoài Linh, làm cho nên tiết mục của tụi con là một cái bức tranh rất là tuyệt hảo. Xin được chúc mừng một lần nữa. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn đội đỏ, gia đình Bạch Gia Trang. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội hồng Lumina. Xin mời nữ ca sĩ Cẩm Ly. Bởi vì đã vào bên đây thì ai cũng biết thực lực của các con là như thế nào rồi. Bản thân cô muốn thưởng thức và cô cũng muốn các con dẹp bỏ hết tất cả mọi thứ, mình lên đây thăng hoa trong những cái bài hát của tụi con. Để một phần là tụi con thỏa được cái đam mê của mình, phần khác nữa tụi con sẽ để lại những cái ấn tượng rất là tốt đẹp và những cái tiết mục rất đặc sắc ở trong lòng, ghi dấu ở trong lòng khán giả. Nghệ sĩ Đại Nghĩa, xin mời anh chia sẻ ạ. Phải nói rằng hai con quá bản lĩnh. Với chú Nghĩa, cái bài hát này nó gần như là một cái tổ khúc, nó nhiều cái đoạn khác nhau, mỗi một đoạn với những cái tiết tấu khác nhau, cái âm vực nó cũng khác nhau và cái phát âm nó cũng khác nhau, mà các con làm rất là tròn trịa, không hề có cảm giác là các con run sợ một chút nào cả. Đặc biệt là Đức Vĩnh, chú đặc biệt ấn tượng với con ở cái đoạn mà con vocal, nó đẹp vô cùng luôn.
Và từ dưới đây nhìn lên hai con với cái trang phục như thế này, chú hình dung ra hai cái bình bông. Hai cái bình bông bằng gốm sứ. Gốm sứ một khi người ta đã tinh luyện tới cái mức mà tinh xảo á, thì nó vừa mang một cái vẻ sang trọng đài cát, và khi mình gõ vào nó phát ra một cái âm thanh nó rất là đẹp. Và hôm nay hai con đúng như cái điều mà chú đang hình dung. Chúc mừng hai con. Con cảm ơn chú. Xin cảm ơn anh Đại Nghĩa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chia sẻ của đội nhà. Hai con là niềm tự hào của Tuyệt Đỉnh Sông Ca Nhí và niềm kiêu hãnh của cô Trang và chú Vũ. Wow. Cảm ơn cô. Còn chú Vũ, những cái gì mà các cô chú đã chỉ dạy cho hai con, hôm nay hai con giữ được cái sự điềm tĩnh, giữ được cái niềm kiêu hãnh và tự hào của người Việt Nam để trình diễn những cái cách hát từng vùng, từng miền và mang cái niềm tự hào đó. Đây sẽ là một cái dấu ấn của tụi con. Chúc mừng hai đứa. Cảm ơn chú. Bích ước rồi đúng không ạ? Bữa nay quên đem khăn giấy cho anh Vũ. Thấy chưa, lần trước hứa đem khăn giấy mà không đem rồi đấy chưa? Vũ, anh có sẵn luôn. Trời ơi, anh lúc nào cũng chu đáo anh Nghĩa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho hai bạn nhỏ của chúng ta. Hơn tiếng lòng, hiện tại còn
Wow. Thưa quý vị, đó chính là Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Hôm nay dễ thương quá, kiếm đâu ra cặp kiến. Đã vậy mái tóc còn dài thước tha như hai cô cậu học sinh cấp 3 vậy chứ ai có biết đâu. Đâu mới... cấp 3 cái gì, đây là thầy giáo và cô giáo. Họ gặp lại nhau và họ nhớ lại kỷ niệm hồi nhỏ học chung trường. À, hiểu chưa? Đó là cô và thầy gặp nhau. Dạ, chúng em chào cô thầy. Hay quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét đầu tiên. Xin mời cô Cẩm Ly. Câu thôi à. Quá ngọt ngào. Vậy thôi à, cô Cẩm Ly nói vậy thôi. Quá ngọt rồi, hát cô, gì là quá ngọt là ngon cô rồi. Cô Cẩm Ly là hơi khó tính mà hôm nay cô chỉ nói con câu quá ngọt ngào là mình 10 điểm rồi đó. Giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại huấn luyện viên Đại Nghĩa. Thêm câu nữa quá dễ thương hết. Cảm ơn chú. Thank you. Thằng thêm song. Câu nha. Cô Trang. Thêm câu quá tròn trịa. Yeah, xin mời huấn luyện viên Thanh Bạch. Bài nổi Buồn Hoa Phượng đã đưa tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền quảng bá đến quảng đại quần chúng. Mà cái thời đó các con biết không, chỉ có radio thôi. Còn truyền hình thì sau đó đến thập niên 60 mới có truyền hình trắng đen. Đó thì đầu tiên người ta sẽ nghe qua đài phát thanh, rồi đến băng cassette vân vân. Thì đây là những cái ca khúc của những cái thời mà người ta nghe nhiều hơn là nhìn như ngày nay. Đó, và ca sĩ Thanh Tuyền từ đó được yêu mến và đóng dấu cái tên bài hát này đã đi đôi với tất cả những thế hệ học trò của cô, của chú và của nhiều thế hệ khác cho đến ngày nay. Mỗi khi hè về là bài hát này, là bài hát kỷ niệm. Một người nào đó trong lớp hát là cả lớp nhớ về cái kỷ niệm xưa của mình. Cô chú hàng năm ở cái lớp hồi cấp 3 đó vẫn gặp nhau. Và tụi chú là cũng rắc mắc lắm. Cô giáo cũng còn ngồi đó đóng vai cô giáo, còn cô chú thì đóng vai học trò như mình còn nhỏ đó. Rồi cô giáo cũng đứng lên giảng bài, cô giảng vài câu cô khóc, học trò giơ tay lên trả lời xong cũng khóc, bởi vì đang sống lại cái kỷ niệm của mình. Thì ở đây á, tụi con có thể cái cảm xúc của bài hát của mỗi người sẽ khác nhau, nhưng mà cái giọng miền Bắc của tụi con mà bẻ theo kiểu tiếng Bắc mà cái âm Nam á, thì cái điều này nó rất là khó trong nhạc bolero. Và cái sự thành công của ca sĩ miền Bắc rất là ít đối với dòng nhạc này, bởi vì mặc dù phát âm đúng nhưng mà ngọt và tròn và chỉnh là cái điều rất là khó để truyền đạt cảm xúc. Thí dụ như con gái, con hát có những chữ thì rất là ngọt nhưng mà vẫn còn những cái âm hưởng rất là chuẩn của tiếng Bắc. Khi mà phát âm tiếng Bắc thì ca sĩ người Nam vẫn có cách làm cho nó mềm đi và vẫn nghe là chuẩn tiếng Bắc, nhưng mà cái cảm xúc nó sẽ đầy hơn. Và nếu con chú ý thêm một chút nữa thôi, con đạt 99.9% rồi thì 0.1 nó chẳng là cái gì đối với con hết. Đúng không? Cả hai đứa đều có như vậy hết. Chúc mừng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ từ gia đình Vũ Trang. Cô Trang cũng có cái cảm xúc giống như là chú Thanh Bạch vậy đó. Khi mà nghe cái bài hát này của hai con hát á, tự nhiên mình cũng bồi hồi, mình xúc động. Mình nhớ lại cái thời học sinh của cô Trang đồ, bạn bè sao, cô giáo sao. Rất là nhớ cái khoảng thời gian đó, mỗi khi nghỉ hè là mỗi đứa truyền tay nhau cái cuốn lưu bút, rồi ghi vô trong đó, rồi hoặc là dán hình mình vô trong đó, cứ truyền tay nhau vậy cái cuốn lưu bút đó. Thì rất là xúc động. Xúc động. Nói chung á là cái tiết mục này, cô Trang cũng tiếp theo lời của một câu của cô Cẩm Ly, chú Nghĩa, cô Đoan Trang, chú Thanh Bạch là chuẩn. Cảm ơn chú. Quá hay. Nhưng mà hồi xưa cô Trang có hay hát cái bài Nỗi Buồn Hoa Phượng không? Dạ. Thật sự thì có hát chứ. Tại hồi lúc mà học sinh thì mấy bài này mình thuộc. Mình thường nghỉ hè mình lại nhớ mình muốn đi học đúng không? Dạ. Vâng. Xin mời huấn luyện viên Dương Triều Vũ. Vũ có một cái kỷ niệm với bài hát này một cách rất là dễ sợ, là tại vì khi mà Vũ lựa bài này cho hai cháu, lúc đó Vũ đang bay ở trên trời. Lúc đó Vũ đang bay từ Tokyo bay qua Mỹ, và ở trên đó thì nó có wifi, cho nên là mình đang lựa bài cho các cháu thì không biết phải lựa bài gì, là tại vì sau một cái tiết mục đương đại của hai cháu hát bài Bà Tôi thì nói chung là cái thể loại gì hai cháu cũng có thể làm được hết, cho nên phải đấu trí để lựa một cái gì đó nó thật là gần gũi, thật giản dị nhưng mà nghe là phải vỗ tay liền. Thì Vũ nghĩ là ngay lúc Vũ đang bay ở trên vòng vòng ở trên Bắc Cực thì Vũ nghĩ liên khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng. Thì lúc đó là Vũ đã nhắn tin cho ở dưới mặt đất. Từ trên trời nhắn tin xuống mặt đất là nhắn với Vĩnh, chú nói là con hát được bài Nỗi Buồn Hoa Phượng hay không. Thì cháu nói là được. Thì Vũ mới nói là vậy con nói với Quỳnh Anh luôn là hai đứa hát bài này cho chú nhé.
Và thật sự là chú không nghĩ là hai đứa có thể truyền tải cái bài này hay đến như vậy. Viên em Ngọc đã lựa cái bài mà để em không có bị không dính tới quê hương, không dính tới cha mẹ để mà không khóc. Nhưng mà khi nhưng mà em dính nghe tới thời học sinh của anh. Em nghe không, anh khóc không phải là vì anh, nhưng anh khóc là vì hai cháu làm quá tốt. Hai con làm chú hãnh diện và chú cảm thấy tự hào. Rất là tự hào khi những gì mà chú đưa ra hai con đều làm một cách trọn vẹn và tuyệt vời như vậy. Cảm ơn hai con rất nhiều. Cảm ơn chú. Nhưng mà cho chú Khang hỏi một chút là trước khi mà chú Vũ nhắn cho hai con thì hai con đã từng nghe ca khúc này chưa, hay là một ca khúc này là mới hoàn toàn? Dạ mới hoàn toàn. Chưa nghe đúng không? Chưa nghe mà có thể tập mà hát được như vậy mà truyền đến cảm xúc của mọi người, thì cái việc nhắn tin từ trên trời xuống cho dưới đất nó vô cùng xứng đáng đúng không? Và cái quan trọng nhất á, nhạc Bolero cái câu quan trọng nhất tức là cái câu đầu tiên. Mình mà nghe mà hát chuẩn một cái là tự nhiên khán giả bắt buộc phải vỗ tay thôi. Bây giờ con có thể nào cho chú một cái cơ hội để nghe lại cái câu đầu tiên một lần nữa được không con? Mỗi năm đến hè lòng man mát buồn. Cảm ơn con. Thank you. Vâng. Đội của ca sĩ Dương Triệu Vũ và nghệ sĩ Thu Trang đã bấm nút. Bây giờ chúng ta làm quen với cô gái này tí xíu nha. Em tên gì? Dạ con tên là Trần Thị Quỳnh Anh, con 10 tuổi, con đến từ Đà Nẵng. Quỳnh Anh 10 tuổi. Quỳnh Anh này, hôm nay Quỳnh Anh vào trong thành phố Hồ Chí Minh này đi thi cùng với ai? Dạ đi thi cùng với ba mẹ. Ba mẹ con đâu?
Ba mẹ con. À vậy hả? À, chú cũng có nghe nói một cái câu chuyện là cũng hơi là gia đình của con cũng có nhiều cái khó khăn đúng không? Con có thể chia sẻ cho mọi người được không? Ngọc Hậu là mẹ của bé Quỳnh Anh. Thời còn trẻ tôi rất đam mê ca hát, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không thể theo được. Đến khi lập gia đình phải lo cho các con, nên ngày càng xa rời ước mơ ấy. Ba Quỳnh Anh làm nghề thợ bạc, thu nhập cũng không được là bao, nên kinh tế gia đình khó khăn. Sinh từ trong bụng mẹ nên em không giống như các bạn khác. Em lại rất hay bị bệnh nên ở nhà con thường dành nhiều thời gian để chơi với em. Sau này có Quỳnh Anh, thấy bé có năng khiếu nên tôi đã truyền cảm hứng âm nhạc cho con. Bé rất đam mê ca hát nên học rất nhanh. Cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, nhưng con sẽ luôn cố gắng, con sẽ dùng tiếng hát của mình để thực hiện được những điều mà mẹ con ao ước. Xin cảm ơn giám khảo đã tạo cho em một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Chú Vũ chọn con tới giây phút cuối không phải là tại vì chú không muốn chọn con, nhưng mà tại vì chú sợ phải giành với những cô chú khác, cho nên chú đợi tới cái giây phút cuối cùng mà chuẩn bị cái nhạc nó đứt đi là chú đã gạt cái cần để chọn con. Và con đúng rất là đặc biệt, tại vì con nhỏ nhắn, xinh xắn, có giọng rất tốt. Cho dù cái phần bài hát của con nó chưa có được hoàn hảo, nhưng mà chú nghĩ là chú sẽ giúp con tốt hơn. Con có đồng ý vào đội chú không? Hôn chú gái coi. Cái bé này có một cái tài năng khác nữa, đó là hồi nãy thì anh cứ thắc mắc là anh em mình giao lưu với nhau ở ngoài ấy, thì anh biết là em có cái khả năng khác, tại sao em không chọn cái dòng nhạc là dân gian đương đại mà anh em mình nói chuyện với nhau để thể hiện. Thì hôm nay là trên sân khấu ấy, anh muốn em thử một chút cái thể loại dân gian đương đại để cho các vị huấn luyện viên biết được cái khả năng của mình được không? Cái thêm tiếng khóc của em bằng đôi môi ai, bàn tay lạ cha chảy xước nụ cười đến đầu. Về đi anh, ngày dài cả hơn một mùa. Cài thêm em, những ngón tay chảy xước của em bằng anh. Cài thêm em, cả những ngón tay chảy xước của em bằng anh. Hay quá. Được cảm ơn đội của ca sĩ Dương Kiều Vũ và nghệ sĩ Thu Trang. Này chị em ơi, tôi thì màu con trong ấy cho chú tiểu sang nhận lễ để tôi còn kiếm câu hát đi chạy hội nào. Em bước em
non xanh nước lý thời nước bia, con trăng vẫn tròn em vẫn do nè à, ôi à, à em say vần con quay quay em sẽ giấc mơ say tình say người em thương say người em yêu đêm với non nước bia con trăng vẫn tròn em vẫn do nè à, ôi à, à say vần con quay quay em say giấc mơ say say người em thương say người em yêu đêm phơi non nà ca khúc Son với phần thể hiện của một thí sinh bé nhỏ của chúng ta nhưng mà giọng hát thì đầy nội lực. Em giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì? Dạ con chào tám vị sáu vị đang ngồi bảo. Con tên là Nguyễn Đức Vĩnh. Bây giờ Nguyên Khang thấy là minh họa nhiều nhất, nào là có phổ trống rồi cầm quạt rồi có những cái biểu diễn phụ họa, đó là cặp đôi Bạch Gia Trang. Dạ xin mời chia sẻ. Quê con ở đâu? Quê con ở Bắc Ninh ạ. Ôi ơi, quê hương quan họ. Con thử con hát một câu quan họ thử coi. Ơi mang là mang con sao là tung phải tính ở là tính tình tình ô tình tình ta nghĩ. Sao sang sông tình bằng ai mang con sao sang sông ý. Bằng ai mang con sáo sang sông ý. Ôi ơi, quả đúng là như vậy. Chú đã từng tới Bắc Ninh trong một cái chương trình rất là đặc biệt và chú đã nghe các làng anh làng chị nhiều thế hệ lớn tuổi rồi truyền cho thành những nhóm nhạc rất là hay. Chú nghĩ con sống trong cái lòng của Bắc Ninh, con đã ngắm âm nhạc từ khi chưa ra đời nữa kia. Vì cho nên tất cả những điều đó nó làm thành một cái rất là tự nhiên, mà nếu như con xin ở vùng quê khác làm sao con có thể làm được như thế này. Con ơi, cái sự đa dạng của con á, cái trữ lượng con rất là lớn. Vấn đề là cái tim của con nghiêng về bên phải hay bên trái là cứ chờ quyết định. Hợp luôn áo với nha. Cô luôn mà hay ghê. Trời ơi, đại gia đình là hợp dữ đồng vậy. Đồng cảm ghê luôn á. Thì cô chỉ muốn nhắc cho con thêm, có thể là con không có biết, dân gian đương đại là chất của cô. Cô với chú đã lên trên đây có nghĩa là cô chú rất là muốn con về đội của cô chú ha. Thì nói chung sáng giờ cô bán hơi ế. Trời ơi. Cô giỡn cho vui vậy thôi để con đừng mà có căng thẳng. Cô Trang tưởng đâu một bé gái thì hát thì màu. Cái mở ra, ô anh Bạch ơi, con trai. Trời ơi, nó rất là độc, rất là độc. Độc và lạ là cô đó. Thiệt sự con hát rất là hay. Cái đó là không có bàn cãi rồi, con hát khá là điêu luyện luôn. Thì chú có một bạn ở trong đội của mình tên là Quỳnh Anh, cái vóc dáng cũng cỡ bằng con, giọng hát cũng đương đại như con, và bây giờ bạn ấy chỉ lẻ loi một mình ở trong đội của chú thôi. Cho nên bây giờ nếu như mà con vào đội của chú và cô Thu Trang thì chắc chắn con sẽ có một người song ca với con thật là ăn ý. Con nghĩ sao? Xin cảm ơn ca sĩ Diệu Triệu Vũ.
Nghệ sĩ Thu Trang có chia sẻ gì không ạ? Như trên. Như trên. Dễ thương nha. Cô xác định thêm một lần nữa để cho tụi con đừng có hoang mang. Có nghĩa tụi là chương nào? Trình là tuyệt đỉnh song ca nhí, nhưng vẫn có giải thưởng dành cho đơn ca xuất sắc. Con hiểu không? Cho nên tụi con vẫn có cơ hội phát triển tốt nhất có thể. Đó, cái đó mới là cái quan trọng nha con. Bây giờ sẽ là quyết định của Vĩnh sẽ thuộc về... Mình cho hai bạn. Hai bạn tự giới thiệu về bản thân mình được không? Được. Được. Mình tên là Trần Phạm Mai Anh. Năm nay mình 9 tuổi. Còn bạn? Còn mình tên Nguyễn Thị Trúc Mai. Năm nay mình 9 tuổi. Hai bạn chuẩn bị bước lên sân khấu rồi. Hai bạn cảm thấy như thế nào? Mình cảm thấy rất là run. Run sợ. Thì mình sẽ cho các bạn chơi một trò chơi để các bạn hết run nha. Đây chính là trò chơi đoán màu của kẹo. Trên tay Bảo Ngọc là một hộp kẹo có rất là nhiều màu sắc. Các bạn sẽ được nếm những viên kẹo này. Và từ vị của những viên kẹo này, các bạn sẽ đoán được màu sắc của những viên kẹo đó là gì. Mình bắt đầu nhé. Màu gì? Hơn màu xanh hả? Đúng rồi. Bây giờ tới lượt Trúc Mai sẽ bịt mắt Mai Anh lại nha. Không cho Mai Anh thấy. Bên này thấy nè. Rồi sẽ lượt màu này nha. Ta. Mày gì? Trúc Mai hả? Mày gì? Màu đỏ. Chúc mừng Mai Anh đã đoán sai. Rồi bây giờ tới lượt Bảo Ngọc nha. Đây Mai Anh bịt mắt Bảo Ngọc lại đi. Bị màu đỏ đúng không? Sai rồi, màu xanh. Kỳ đó. Rồi vậy hai bạn đã hết rung chưa? Rồi. Mình chúc hai bạn thi tốt nha. Bây giờ mình gieo một cái. 1, 2, 3, yeah. Bye bye. Bye. You hold.
ra đây. Trời ơi, hát xong mặt hai tay lạnh ngắt, đổ hết mồ hôi rung chầm chập. Dạ, giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì? Dạ, em tên là Trần Phạm Mai Anh. Dạ, thưa ban giám khảo, em tên Nguyễn Thị Trúc Mai. Trời ơi. Hai em mấy tuổi? Dạ, hai em 9 tuổi. 9 tuổi hả? Hai em đến trời từ đâu? Dạ, em đến từ An Giang. Còn em? Em đến từ Phú Quốc. Wow. Bạn An Giang, bạn Phú Quốc nha. Chú Bạch đố con nha, đặc sản của Phú Quốc là gì? Dạ, đặc sản ở Phú Quốc con là có gỏi cá trích với gù xiêm với nước mắm Phú Quốc. Wow. Hay quá. Giỏi quá. Còn mấy anh, đặc sản của quê con là gì? Dạ, đặc sản của quê con là mắm châu đốc, bún cá và bánh bò, đường thốt lốt. Đường thốt lốt. Giỏi quá. Tụi con tự nhận xét về bài hát của mình hồi nãy thấy như thế nào? Dạ, tụi con chưa hài lòng lắm. Ở chỗ nào? Ở điểm nào? Chỗ nào mà chưa hài lòng? Cái chỗ, cái lúc mà lần đầu tiên con lên, điệp khúc của con lên chưa tới. Bây giờ cho con hát lại một lần, con hát lại câu đó đi. Đó. Vỗ tay đồng chiên cái nè. Dễ thương quá. Đang đứng dưới con thấy con nói cha mẹ mất rồi con biết tìm lại đâu. Wow. Phút này thì quá mùi. Còn TC hình như là mình có một cái quyền. Về vậy? À, vẫn quyền. Hay trời ơi. À. 1, 2, 3, vô. Chúc mừng hai bạn. Hai con dễ thương lắm luôn á. Dễ thương quá à, nhìn cưng quá à. Hồi nãy á, em xây qua đây á, em nói em năn nỉ bên đây. Sao em xây qua đây em năn nỉ bên đây? Không ai chịu bấm hết. Để cô đính chính một chút xíu. Cô Cẩm Ly không có cần phải năn nỉ. Cô muốn nghe hết từ đầu tới đuôi. Để cô thấy ở tụi con có điều gì. Cô Trang à, thấy không? Bây con giờ hát đã hết trơn rồi, dừng luôn rồi cũng bây giờ không như vậy. Ngay cuối cùng là cô gạt cái cần. Nhưng cái chuyện nó không quan trọng. Quan trọng là vô đội cô nó vui dữ lắm. Vui. Trời ơi, cô làm chỉ có một mình rồi cô mới vui vậy. Biết sao? Dạ. Đội con mà ở trong đội của chú là ở trên áo con không phải là hai cái bông đó đâu. Đây nè. Mà là con vịt nè, ngôi sao nè, con thấy không đó. Đây con muốn con nào con chọn đi chú. Đây nè, chú nói thiệt với hai con đó nha. Ở đây không phải chú cố tình chú giành vịt gì trơn trời á. Nhưng mà để nói cái chuyện mà vui. Đây nè, kỷ niệm của chú Thanh Bạch. Có cái hình của chú Thanh Bạch ở đây. Chú sẽ quyết định thầm ở trong bụng với cô Trang là Trang ơi, bây giờ mình sẽ tập một cặp nào nhí thiệt là nhí, dễ thương thiệt là thương, với một điều kiện như về đội của mình. Em vậy đó. Nè, anh Vũ ơi, bây giờ mình có cái gì mình tặng cho hai bé anh Vũ à? Cái áo rồi. Tặng đôi giày thì bự quá. Hai con, chú nói nghe nè, bây giờ hai con hát nhạc dân ca trữ tình đúng không? Quánh đàn guitar chi, chú có đàn tranh ở nhà thì hai con hợp với hai đứa lắm luôn đó. Con đàn tranh, cô cũng đẹp, có đàn tranh trong đời, hiểu chưa? Đó. Cái gì vậy cô Trang? Cô thì cô Trang không có quà giống như chú Thanh Bạch. Cô Trang chỉ có tấm lòng thôi. Tấm lòng của cô Thu Trang thôi. Mà cô Trang có Andy á. Andy con. Chú nói cho con nghe nha. Cô Thu Trang có một với Andy thôi mà. Cô mang rau bán khắp các bà thí sinh rồi đó. Bạch tặng con. Con cứ vẫn cứ nhận. Mình con cứ cảm ơn bình thường. Chứ mình không phải vì món quà mà phải về với bên người đó. Con muốn vào đội nào thì con cứ vào. Cái gì? Có cái vòng đã tặng cho bé. Có gì đâu vỗ tay. Có gì đâu mà vỗ tay. Trời ơi, cô con Trang bên đây tặng cái đàn. Cô Thu Trang bên đây tặng cái vòng. Chú Nghĩa tặng cái đồng hồ. Đây, tặng con mắt kiến à. Thôi, đừng đi. Bây giờ cô chỉ nhắc con như thế này. Thứ nhất là mình về đội cô Đoan Trang với chú Thanh Bạch á, mình có được đàn guitar làm kỷ niệm. Cô Trang, dạ, xác nhận ngay lập tức. Cô nói câu đó là cô phải nói nếu không về thì có được nhận cái đàn đó không? Cái nếu mà con không về, cô sẽ cho con còn nhiều hơn cái đàn này. Chị 11 tuổi. Chị tên Đỗ Lê Hồng Nhung, năm nay chị 13 tuổi. Hôm nay hai chị hát bài gì? Hai chị hát bài Trở Về Đi. Ủa chị, nội dung trong bài hát nó nói về gì vậy chị? Nội dung trong bài hát nói về một tình bạn rất là thân thiết. Một người phải đi xa, còn một người phải ở lại. Nhưng mà tình bạn vẫn được duy trì rất là tốt. Hai chị có thể hát cho em nghe một đoạn của bài hát này được không? Hãy ôm chân tôi, hãy luôn đi cùng tôi, chạy bên nhau thật nhanh về phía chân trời. Như đã từng quen và chưa bao giờ quên, mình đã cùng một cái tên. Wow, hai chị hát hay quá.
Thôi, bây giờ cũng đã tới lúc lên sân khấu rồi. Hai chị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Chúc hai chị thi tốt nha. Bye bye. Một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, ca khúc Trở Về Đi. Hai bạn giới thiệu đôi nét về mình đi. Dạ, em tên là Nguyễn Đỗ Anh Tuyết, năm nay em 11 tuổi. Còn em? Dạ, em tên là Đỗ Lê Hồng Nhung, năm nay em 13 tuổi. Ê ơi, nãy giờ là cô nói ở trên đây, cô nói sao cô thấy quen quá rồi. Sao chị, quen ở đâu chị? Thí sinh hồi đó thì biết cho nó mấy đời lớn quá, mới có mấy năm mà lớn quá con ơi. Ngày xưa là cô mê nhất là gì? Mê đôi mắt của em ấy hơi nhất nè. À, mới đây cũng lớn quá, dễ thương. Ngày xưa khoái lắm, cặp mắt bây giờ vẫn đẹp. Rất đẹp. Rất đẹp mà lông mi cong vút. Dung có nhớ cô không?
Dạ có. À, trời, bữa nay giỏi quá, bữa nay hát tốt, chắc chắn vô cùng. Tuyết ơi, con bè rất là chắc luôn, con giữ cái bè của con chắc mà rất là hay luôn. Hai đứa hát rất là chất, tức là làm chủ được cái giọng của mình, hát tốt. Cô rất thích tiết mục này. Cảm ơn. Mà khi mà cô đã bấm rồi thì con hiểu đó hả? Cô đã gài cái cờ này xuống là cô mong tụi con về với cô. Chị nói là chúc mừng tiết mục của tụi con rất là hay. Nhân tiện mà anh Nghĩa luôn. Biết nói gì hơn nữa, bây giờ khi mở màn ra hai cô bé xinh xắn dễ thương nhưng mà rất là cá tính, hát thì hòa quyện với nhau. Mà mấy con ơi, chú tiết lộ nhẹ cho mấy con biết nha, trong đội của chú không có cái màu này. Màu dân ca thì nó nhiều vô kể. Bây giờ có hai con mà về đội của cô chú, hai con làm chúa đảo. Chúa đảo. Chúa đảo. Chúa đảo. Không chưa. Mời bệnh. Rồi xin mời gia đình bên đây. Dạ. Đầu tiên là cái mà cô thích hai đứa con, bé Nhung với lại Ánh Tuyết, là tụi con mặc đồ rất là chất, rất là cô rất là thích. Cái đồ này là của tụi em rất là chất. Phối hợp với nhau để chuẩn bị hay là như thế nào? Dạ. Cô đánh giá cao hai đứa con và rất mong muốn tụi con phải về với cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch. Đó là bản thân cô rất là thích hát những bài hát có những cái nốt treo, nốt cao liên tục. Và tụi con rất bình tĩnh đi tới cuối bài. Và đó là cái mà cô nghĩ là mấy đứa mình rất là hợp với nhau và quyết định luôn đi. Hai con biết sao không? Nếu như mà 2 giờ hai con về cô Đoan Trang thì phải biết rằng trong đội cô Đoan Trang nhiều lắm. Nghĩa, bên đây chưa có nói hết. Dạ, em mời chú Bạch. Tụi con có thế mạnh nhảy nhót bài tiết tấu được không? Có không? Hai bạn có nhảy được chắc không? Chắc thôi là có khả năng vũ đạo không? Thua rồi ha. Không sao, nếu mà tụi con không có vũ đó, đạo. Đó, cái thiếu đó là cái cần phải bổ sung. Thì phải cần về với đội của cô Đoan Trang hơn. Tại vì cái mà cô lo cho tụi con là cô Cẩm Ly không có múa được. Không con ơi, được hết con. Được con ơi. Tại sao cô Đoan Trang nói cô Ly không múa được? Hay là cô ấy có len lén đi học dance sport rồi hay chăng? Dạ. Cái này mình thi hát hay là mình thi nhảy vậy? Em chào hai chị. Chào em. Hai chị có thể giới thiệu về bản thân của mình được không? Chị tên là Tường Uyên, chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Còn chị tên là Khánh Băng, chị đến từ tỉnh Bạc Liêu. Vậy hôm nay hai chị sẽ hát bài gì nè? Mẹ yêu con. Vậy bây giờ em tổ chức ra một cuộc thi nha. Hai chị sẽ thi ai biết nhiều bài về mẹ hơn nha. Bây giờ bắt đầu từ chuyện này. Mình sẽ đếm 5 giây. Mẹ thương con có hay chăng? Thương từ khi thai nghén trong lòng. Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ dụ con yêu thương con tha thiết. Mong cho con luôn luôn ngoan hiền, dẫn nó sai. Đây là bài hát mẹ yêu và tiếp tục là chị. Mẹ ơi, con đã xa rồi, con ngồi nhớ mẹ, khóc như trẻ con. Đây là bà mẹ tôi và em mời chị. Mẹ qua đời khi con còn trong nôi, cha bỏ con bơ vơ đi theo người. Đây là bà nhớ mẹ Lý mồ côi. Em mời chị Uyên. 4. Em khỏi đếm, hai chị chịu thua. Chị Yên đã thua và chị Khánh Băng đã giành chiến thắng. Yeah. Rồi, đây chỉ là chuyện nháp thôi. Còn nếu như mà lên sân khấu á, thì hai chị cũng phải phối hợp cho đúng nha. Em chúc hai chị thi thành công. Bây giờ mình về cái nè. 1, 2, 3. Yeah. Em chúc hai chị thi tốt nha. Bye bye.
Châu Nga, Trương Triệu Vũ và nghệ sĩ Thu Trang đã chọn. Đóng dấu xong rồi đó. Bắt giữ anh. Hai em giới thiệu đôi nét về mình đi. Hai em tên gì và đến từ đâu? Dạ, em tên là Đặng Thanh Khánh Băng. Em đến từ Bạc Liêu. Năm nay em 10 tuổi. Còn em? Em tên là Đoàn Tường Uyên. Năm nay em 10 tuổi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Khang ơi, cho Vũ hỏi mấy cháu tí xíu nha. Là tại vì chú Vũ thấy cái bài Hai Con Hát Thi á, nó là một bài rất là khó hát, cho nên là nó hơi quá với cái giới hạn của cái giọng hai con. Bây giờ hai con có thể hát cho chú nghe một đoạn nào mà ví dụ như nhạc nhạc dân ca hoặc là nhẹ nhàng hơn tí xíu được không? Về tới đồ làng, con chim sao nhỏ hỗn vàng rộn ràng. Qua nhịp câu tre, qua mấy con đê thắm đượm tình quê. Bao năm qua cánh trở đường xa xôi ngược bóng ba. Ôi kỷ niệm yêu, mái tranh nghèo tòa khói làm chiều. Chúc mừng Dương Triệu Vũ. Trời ơi, chị Ly ơi, đây là cái màu của đội mình đây nè. Rồi bây giờ xin mời em sẽ hát một đoạn nào đó. Bài gì mà con thích nhất, mà con cảm thấy tự tin nhất lúc con hát? Không nhất thiết phải là dân ca nha. Từng hạt tuyết rơi nhẹ bên góc giao đường, có những ước mong an lành trong đêm thanh. Từng giọng hát cao vời như những thiên thần, sẽ chắp cánh bay ước nguyện cho mọi người. Yeah. Hai con rất là tuyệt vời. Chào mừng hai con đến đội của chú và cô Thu Trang. Cảm ơn hai con. Nghệ sĩ Thu Trang có chia sẻ gì không ạ? Xin mời. Cô Trang thì thấy được là tụi con cái trong cái giọng hát nó cũng có cái tình cảm ở trong đó. Mà cái điều đó là một điều rất là quan trọng đối với một người nghệ sĩ cũng vậy, mà một người ca sĩ. Cho nên là cô Trang cũng chúc mừng tụi con khi mà về với đội của cô Trang và chú Vũ nha. Thôi bây giờ nè, chú nhìn mặt hai con á, chú thấy là hai con đang rất là căng thẳng. Nhưng mà bây giờ có đâu gì căng thẳng nữa đâu, con đã thắng rồi. Bây giờ hai con có thể cười một cái thật tươi, nhìn vô camera cho mọi người cười không? Yeah. Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo trên sân khấu của chúng tôi là một sự kết hợp giữa hai giọng hát. Đây là hai giọng hát lần đầu tiên kết hợp với nhau, nhưng có một sự ăn ý trong cách thể hiện. Cả hai sẽ thể hiện một ca khúc vô cùng xúc động về một người cha rất yêu thương con gái của mình. Nhưng có lẽ số phận rung rủi, sinh trưởng trong một gia đình khó khăn, không biết làm cách nào để con của mình có cơ hội được đến trường học tập, người cha đã bắt buộc bán đi cây vĩ cầm quý giá nhất ở trong nhà để giúp cho con mình có thể vượt qua những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Cây Vĩ Cầm và hãy cùng chào đón trên sân khấu phần thể hiện của Kiều Vi và Anh Tước.
hôn lên tay trắng. Cái ví cầm vẫn ngân nga hàng đêm, bay mãi vào một thời âu thơ. Là cái ví cầm trời bao giông bão, trời bao giông bão. Ba tháng năm kiếp người vẫn còn với cha cái ví cầm. Nước mắt con rơi hanh hót như đàn năm xưa, đôi tay hăng hoa cười buồn theo năm tháng. Gieo rắc du dương những âm vang ngày thanh xuân, cùng đàn con cất lên hồi sinh trái tim vì cầm. Vì con cha đã bán một nửa linh hồn cay vì cầm, cha hàng dấu nhà ngóng trông tiếng bi cầm du dương. Mùa gió trôi đi thu sang cuối hạ, cây bàng rụng lá mùa đông. Thời gian cứ trôi, cha tôi cứ chẳng thấy về đâu. Bao năm tiêm cha muốn bao dung vào tim con, nồng nàn yêu thương chùa ngân lên cao vút. Đã lớn theo con những bé trai dần tay cha, tâm hồn cha cháy xin trái tim vì cơm. Thưa quý vị, một câu chuyện vô cùng xúc động với phần thể hiện của Kiều Vi và Ảnh Tuyết, với phần thể hiện của câu chuyện một người cha đã kiệt quệ và bán đi một nửa linh hồn của mình, đó là cây vĩ cầm, với phần thể hiện của nghệ sĩ Huỳnh Huy và nghệ sĩ Thanh Tâm. Thanh Tâm là cô bé học viên ưu tú trong lớp học khi mà đã đạt giải cao của cuộc thi tự tài siêu nhí, và ngày hôm nay đã quay trở lại để mà hỗ trợ cho tiết mục này. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho bốn gương mặt nổi bật của chúng ta. Cảm ơn rất nhiều. Trong lúc biểu diễn thì Nguyên Hang cũng có kịp liếc nhìn hàng ghế của huấn luyện viên, thì thấy huấn luyện viên Thanh Bạch đã lấy khăn mùi xoa của mình ra để chậm nước mắt với phần biểu diễn này. Trước khi những huấn luyện viên khác chia sẻ thì xin phép được hỏi anh vì sao lại rơi nước mắt với câu chuyện này? Thật ra thì có thể nói những cái chặng đường mà chúng tôi đã trải qua từ những lúc khai bài, các bé đã hết sức nỗ lực và làm trong một cái không gian mà khi sự kết hợp đa chiều giữa múa, giữa âm thanh, ánh sáng, nó tạo nên một cảm xúc rất là dâng tràn. Và như Nguyên Khang cũng như quý vị cũng biết, cái nghề biểu diễn nó nghiệt ngã trên sân khấu, nó là một cái gì đó mà khi đời người đã trải qua thì mới hiểu rằng là cái nghiệp cầm ca nó rất là nặng. Ai đã vướng rồi thì khó mà có thể bỏ đi. Cho nên nó nhiều cảm xúc nó cộng lại trong cái bài hát này. Dạ, xin cảm ơn anh. Xin mời huấn luyện viên Duy Trì. Tôi thấy đây là một cái tiết mục mà rất là tâm huyết của huấn luyện viên của con, và con nên cảm ơn hai vị huấn luyện viên của con vì cái điều này. Còn về cái giọng hát của hai con thì hôm nay hai con hát khá ổn, tròn trịa. Nhờ cái sự mộc mạc thì cái tiết mục con nó mới trở thành hoàn hảo hơn. Cảm ơn con. Và xin phép được mời vị huấn luyện viên mạnh mẽ nhất
À, nhưng mà có vẻ như trái tim rất là yếu đuối khi thỉnh thoảng cũng rơi lệ. Dạ, anh Nghĩa chia sẻ anh. Khi mà hai con hát, phía sau là cái màn ảnh múa bóng. Lúc đó chú tập trung, chú nghe và nhìn các con hát nhiều. Cái hình ảnh phía sau nó là background cho con thôi. Rồi khi người cha xuất hiện trên sân khấu múa cùng với hai con, quá đẹp. Nhưng mà đến khi hai nghệ sĩ múa của chúng ta tiến lên phía trước mà hai người đó múa đẹp quá con ơi. Phải chi mà họ ra họ chỉ diễn minh họa thôi đó, nó khác. Đằng này họ diễn cả một bài múa đương đại rất tuyệt vời. Thành ra vô tình chứ không phải là cố ý, mà cái sự cuốn hút nó lại tập trung vào hai người nghệ sĩ múa đó. Nhưng mà dù sao phải nói rằng đây là một tiết mục được đầu tư và các con đã hát tốt cái bài hát của mình, cũng như là đẩy được cảm xúc đến cho tất cả mọi người xem. Cảm ơn hai con rất là nhiều. Đầu tiên cô xin chân thành cảm ơn chú Đại Nghĩa, cô Cẩm Ly, cô Thu Trang và chú Dương Triệu Vũ đã cho tụi con những cái ý kiến nhận xét rất là chính xác. Giọng hát là một chuyện, bản lĩnh sân khấu lại là một chuyện khác, và tụi con cần phải rèn luyện cái điều đó. Sau bao nhiêu cái tranh luận ở trong chính cái tim của mình giữa các cô chú với nhau để mà đưa cho tụi con một cái ca khúc và biến tất cả những cái ý tưởng đó trở thành hiện thực, để có những cây đàn đẹp ở đây, để có chú Huy và chị Tâm ra diễn cho tụi con. Đó là một cái nỗ lực rất lớn của cả team của mình, của cả tập thể của đội của mình. Đó là cái cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô xin chân thành cảm ơn tụi con đã cố gắng nỗ lực hết mình. And love very chocolate et la gova. A poison for this cast, oh, to soleil, to la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur en soi. Elle aime la musique, je te chemin, et puis mon sang. Comme-toi, 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 comme-toi. Comme-toi, comme-toi.
Xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Hồng Nhung, hôm nay con làm cho chú rất là bất ngờ. Chú không ngờ là cái giọng con nó chắc như vậy. Và nhất là những cái đoạn mà chuẩn bị con lên tông đó, nó không có một cái dấu hiệu gì để mà lên tông. Con phải tự nâng cái tông lên ở trong đầu con. Cái đó là có nghĩa là con bắt rất rõ về cái bài hát như thế nào. Còn về Minh Nhật thì con có một cái sự trong trẻo và một cái sự ngây thơ ở trong cái giọng hát. Mà khi những cái lời lẽ mà được viết lại làm cho cái bài hát nó cảm thấy ý nghĩa hơn. Chú chúc mừng hai con đã làm rất thành công cái tiết mục này. Chúc mừng hai đứa. Xin cảm ơn huấn luyện viên Như Triệu Vũ. Xin mời ca sĩ Cẩm Ly của đội nghệ sĩ Đại Nghĩa và nghệ sĩ Cẩm Ly. Cái giọng hát của Hồng Nhung bữa nay con làm rất là tốt cái vai trò của mình. Còn với bạn Minh Nhật ngày hôm nay, không biết có phải là con hơi run một tí không? Con có run không? Con nào giờ hai con có biết tiếng Pháp không? Chưa biết, chưa học qua tiếng Pháp đúng không? Thành ra là nhiều khi mình hát một cái bài tiếng nước ngoài mà phải chi tiếng Anh đi là mình còn dễ. Hát tiếng Pháp nó khó với mình nữa. Cho nên chú cảm thấy rằng hình như con hơi run một chút xíu. Tiểu tiết nhỏ nhỏ mà chú nhắc con, để những lần sau nếu như con lên sân khấu con tự tin hơn để làm tốt hơn cái vai trò của mình nha. Còn ngày hôm nay huấn luyện viên đã cho các con một tiết mục quá tuyệt vời. Xin cảm ơn. Mời cặp đôi gia đình Bạch Gia Trang chia sẻ. Cô và chú Thanh Bạch giao cho tụi con là một cái bài toán, là một cái đề tài rất là khó cho tụi con giải quyết. Bởi vì thầy cô muốn cho tụi con, thứ nhất là phải hát tiếng Pháp, thứ hai nữa là phải hiểu ca khúc này và phải truyền tải làm sao vừa âm nhạc giai điệu và vừa từng cái lời bài hát, cả lời tiếng Pháp và lời tiếng Việt. Và gia đình của tụi con cũng ban đầu rất là hoang mang, không hiểu tại sao tụi con lại nhận cái đề bài này khi hát bài Comatoire, một cái bài hát đã quá cũ. Và cái việc mà cô và chú Thanh Bạch ở đây rất là trân trọng, đó là sự hỗ trợ, sự hợp tác của gia đình đã tin tưởng cô chú, đã đồng ý để cho tụi con hát những cái lựa chọn của cô chú. Thực chất bài hát này là sáng tác của một người Pháp. Ông người nhạc sĩ này cũng chính là một ca sĩ, và bài hát này nằm ở trong cái đĩa đơn của ông vào năm 1983. Nhưng mà ông viết ca khúc này là để dành tặng cho con gái của ông, để hồi tưởng lại cái cuộc chiến tranh ở trong thế giới thứ hai, những năm cuối năm 30 và đầu năm 40. Thì nếu tụi con tìm hiểu những cái câu chuyện đó là những câu chuyện rất hay, và cô cảm thấy rất là tự hào khi mà tụi con rất tập trung vào cái ca khúc của mình, vào phần biểu diễn của mình. Cảm thấy rất hạnh phúc vì tụi con. Cảm ơn tụi con. Xin cảm ơn cặp đôi huấn luyện viên nghệ sĩ Thanh Bạch và ca sĩ Đăng Trang.
lòng dạ thêm hơi ấm khi chiều lên. Ta vừa đến với một ca khúc rất vui tươi, rất sôi động. Nguyễn Khai xin phép được mời huấn luyện viên Đại Nghĩa và nữ ca sĩ Cẩm Ly chúng ta thị phạm một chút. Bây giờ hai em hát lại cái điệu nhảy cha cha cha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với điệu cha 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 của huấn luyện viên Đại Nghĩa và nữ ca sĩ Cẩm Ly. Và chúng tôi xin phép mời hai gia đình còn lại chúng ta gánh lúa minh họa cho tiết mục này. Về thôn xưa ta hát cùng hoan ca, ngọt thương lúa tình quê thêm đậm. Rào rạt bao niềm thương trong mái lá, rào rạt bao niềm thương trong mái lá. Bờ rào xanh cô gái hát em, tầm mái chính người anh dâng mẹ hiền. Lòng dạ thêm hơi ấm khi chiều lên, lòng dạ thêm ấm em trời chiều. Có những chiều hôm trời chân bên nhánh lúa, vầng trăng nghiêng soi mái tóc em thơ, vài cô gái nhà to vui chuyện trò, đường về thôn niềm vui dân đây đó, đường về thôn niềm vui dân đó đây. Cảm ơn huấn luyện viên. Lần đầu tiên mà em thấy gánh lúa mà nó sơm tụ vậy đó. Dạ thưa quý vị lần đầu tiên quý vị thấy đây. Đây không chỉ là hội gánh lúa mà đây là vũ hội cầu mưa kết hợp với vụ mùa bội thu. Anh nói là mấy cái lần trước là tụi em chủ yếu là hát rock không, rồi hát một cái bài mà về hai em bé lang thang. Lần đầu tiên mà em chuyển qua hát cái dòng nhạc dân ca này thì hai em thấy như sao? Dạ lúc đầu thì khi nhận bài là tụi em cảm thấy rất là bất ngờ. Nhưng mà tụi em coi đó như là một món quà mà chương trình đã gửi cho tụi em. Và hơn thế nữa là huấn luyện viên của tụi em đã huấn luyện tụi em rất là nhiệt tình. Và tụi em cảm thấy rất là tự tin trong cái tiết mục này. Nhưng mà hồi nãy thì anh muốn hỏi Thủy Tiên, em thấy là huấn luyện viên của mình nhảy cha 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 đồng quê vậy được không? Dạ được. Được không em? Em thấy là anh Nghĩa nhảy đẹp hay là chị Ly nhảy đẹp? Dạ cả hai người ạ. Cả hai nhảy đẹp đúng không? Trời ơi, hỏi nhầm con gái, tôi đương nhiên nó phải ca tụng ba má đó rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Đầu tiên xin mời gia đình của huấn luyện viên Vũ Trang. Có lẽ là do là đây là cái lần đầu tiên tụi con hát cái bài không phải sở trường tụi con là rock. Cho nên là cô thấy bên Thủy Tiên á có chút xíu gì đó không tự tin lắm. Lúc mà hát rock á rất là bùng cháy sân khấu, trong người đầy nội lực lửa rất là lớn. Nhưng mà hôm nay thì lửa đâu mất tiêu hết trơn rồi. Không, xin đính chánh lại liền. Đây là ý đồ của hai huấn luyện viên. Em biết không, tại vì á người ta nói nguyên tắc cân đối là âm dương. Thì một cô thì rất là
hướng ngoại, còn một cô thì hướng nội, làm cho nó cân bằng trở lại. Như vậy nó mới hay đó, phải không quý vị? Không, cái này em chỉ nhắc bé là mình nên tự tin thêm một chút xíu nữa thì cái tiết mục của con nó sẽ hoàn hảo hơn. Tại vì cô bắt gặp đâu đó những cái ánh mắt của con nó không tự tin lắm. Lúc mà không biết là con có thuộc bài hay là hay sao đó mà con nhảy, con cũng hình như cũng không có tự tin với lại những cái bài nhảy của con nữa. Cho nên cô thấy điều đó, cô chỉ nhắc con chút xíu vậy thôi. Trong thực tế thì tại vì một cái mic hai người hát, nhưng hai cái mic hai cái độ lớn nó không có giống nhau. Về cái đó là cái độ hút của cái âm thanh của phía bên Mỹ á, nó mạnh hơn, nghe ở đây nó to hơn, của Thủy Tiên của con nó bé hơn. Con có cảm nhận như vậy trên sân khấu đúng không? Đó, chính cái điều đó làm cho bé bị rớt một chút xíu sự tự tin, em hiểu không? À, anh Bạch ơi, này là con bên này hay bên kia? Bên này người ta chưa, con anh mà, cái này con anh. Phản anh gì hết mà con anh nói quá vậy. Mấy bữa anh Bạch có giành nhưng mà bị thất bại. Đúng đó, đó, giành mà không được đó. Xin mời gia đình Bạch Gia Trang. Đó thì hai con rõ ràng là hai cô gái ở thành phố, rồi lâu lâu hè rồi về quê chơi, rồi thử ra ruộng gánh lúa, cho nên con cầm cái gánh mà cái tay con nó ngược, mà mấy người mà người ta hay gánh người ta thấy thương lắm luôn á, tại vì con phải hát nữa. Cái sức, cái trọng tâm của mình nó bị thay đổi ngay tức khắc khi cái vật nặng nó trên vai, thành ra là tụi con phải bị khống chế cho nó không có lật cái quăng gánh của mình đi, mà phải hát đúng nhịp nữa. Nhưng mà điều này đối với tụi con đã cố gắng hết sức mình để vượt qua. Và tụi con lúc đầu á, chú thấy á, là vũ đoàn múa quá đẹp, làm tụi con bị lép đẩy cái nón lá lên lúc tao, chú biết là trời ơi các cái bé này làm sao đây. Nhưng tụi con không, tụi con có cái sức mạnh nội lực của mình và sự chú ý gom hết về hai đứa con á, giảm hẳn đi cái sự chú ý về bên phía vũ đoàn phía sau. Và cái điều đó không có đơn giản là tụi con đã có một cái bản lĩnh nào đó để có thể giữ được sự chú ý của khán giả và cái bài hát, mà không phải là thuận điểm của mình nữa. Dạ, con cảm ơn chú. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thanh Bạch. Dạ, nói về cái khả năng gánh lúa thì phải khen chị Đoan Trang. Nó nặng như vậy mà chị có thể gánh hết nguyên một bài. Chị đi từ bờ đông sang bờ tây, bờ bắc sang bờ nam mà chị vẫn có thể cười rất là tươi. Xin múa mời chị không, nhận xét. Múa không, không có hát. Dạ hả? Chị dạ. Múa không à, không có hát cho nên mới được vậy đó. Bởi vậy giờ nói đâu nổi. Không thì cô cũng giống như các cô chú thôi. Cái cô khen tụi con đó là mình xưa giờ không có hát cái thể loại nhạc này, nhưng mà chương trình đã làm nên cái tập này là tụi con được tập luyện hát dân ca, bolero, hát những bài tiền chiến nữa để tụi con hiểu hơn. Thì vòng này hơn một cái là cũng không có loại. Cho nên cô thấy là nếu tụi con học được một cái gì nữa mới là cái đó là các cô chú rất là vui cho tụi con rồi. Chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, bây giờ thì xin mời gia đình ba mẹ ruột chia sẻ về hai đứa con thân yêu của mình. Cô với chú đưa ra cho con một cái thử thách mà chú nghĩ rằng là ban đầu chắc có lẽ hai con sẽ không thể vượt qua. Bởi vì cái sự bùng nổ của hai con nó chỉ nằm ở một cái phạm vi nhạc rock như chúng ta đã biết từ đầu chương trình đến bây giờ. Nhưng mà tại sao ở một cái sân chơi âm nhạc như thế này mà mình lại không được quyền thử thách? Đúng không? Mình sẽ phải trải nghiệm qua nhiều những cái thể loại, những dòng nhạc, những bài hát khác nhau. Sau này các con lớn lên, các con đi theo làm cái con đường ca sĩ chuyên nghiệp, có thể hát rock cũng được, hát trữ tình cũng được, hát bolero cũng được. Mình sẽ rất là rộng xài, nhưng mà dĩ nhiên cái chuyên môn của mình, cái sở trường của mình nằm ở đâu thì mình sẽ phải phát huy nó tối đa. Nhưng mà ở tất cả những cái thể loại âm nhạc khác mình cũng cần phải biết. Chú Nghĩa nói ví dụ như cô Ly đây, bây giờ thì chúng ta cứ biết rằng cô Ly, cô Tư là cái người chuyên hát dòng nhạc trữ tình, dòng nhạc dân ca quê hương. Nhưng mà trước đây cô Ly cũng đã từng hát những dòng nhạc trẻ, những dòng nhạc sôi động. Quậy cho nên lắm luôn á. Cô Ly có thể hiểu tất cả những điều đó mà trao truyền lại cho con. Nếu như các con mà biết ngày xưa cô Ly với cô Minh Tuyết cái thời mà hát chung với nhau. Bùng cháy sân khấu luôn, giống như các con ở cái sở trường hát rock của mình vậy đó. Đó, cho nên là chú với cô cũng muốn rằng các con được trải nghiệm qua nhiều cái thể loại như vậy để làm một cái hành trang cần thiết cho mình. Còn những cái điều mà các cô chú đã nhắc nhở, các con hãy nhớ lấy và đừng bao giờ mình để mình phạm phải những cái sai lầm như vậy nữa các con ha. Còn ngày hôm nay các con đã làm rất tốt rồi. Chúc mừng hai con gái của chú. Dạ, con cảm ơn huấn luyện viên Đại Nghĩa. Và bây giờ xin mời nữ ca sĩ Phố Hoa chia sẻ. Ở đây là cô vui là bởi vì tất cả các huấn luyện viên đều nhìn thấy là bài hát này không phải là sở trường của các con. Nhưng hôm nay các con làm rất là tốt đó. Và cô thích ở cái tinh thần tụi con làm trong bài này. Nó tươi, nó là một cái màu sắc của đúng cái độ tuổi của mình. Tinh thần rất là tươi vui của những đứa trẻ. Và một cái mà cô muốn tụi con nên nhớ đó là giữ vững cái tinh thần khi bước lên sân khấu. Giống như hôm nay là cái đêm không có loại,
Cho nên là có lẽ là cái áp lực tâm lý nó không có nhiều. Tụi con rất là thoải mái, cho nên trên cái gương mặt nó thể hiện rất là nhiều. Đó là ở chỗ Mỹ Mỹ. Chính vì con quá tươi, con quá lạc quan, cho nên là cô Thu Trang mới cảm thấy là Tiên, con không được thoải mái. Chứ thật ra hôm nay con cũng rất là dễ thương, tại vì không có bùng nổ, bùng phát như những cái lúc mà con hát nhạc kia, nhưng mà nó vẫn duyên dáng trong bài hát này. Và khi tập thì công nhận là rất là khó, khó lắm đối với các con. Nhưng mà hôm nay thì cô cảm thấy rất là tự hào khi hai đứa có một tiết mục rất là hoàn hảo như thế này. Chúc mừng các con. Chúc mừng. Xin chào đại gia đình của chúng ta. Em tên là Đinh Ngọc Lâm Khuê. Em tên là Bùi Thị Kiều Vi, em nay 13 tuổi. Nhiều quá vậy. Album của Kiều Vi. Đây là cái album hình của con gái từ nhỏ đến giờ. Trời ơi, dễ thương. Sinh nhật của mình con vừa làm MC vừa hát. Rồi, album này là của bé nào đây? Trời ơi, có giấy khen, tiết mục ba kể con cho trường. Như vậy là cả hai em đều có kinh nghiệm sân khấu nha. Nhưng mà điều quan trọng là khi hát song ca thì cái khó nhất là phải kết hợp với nhau sao cho thật ăn ý. Anh thấy là hôm nay em đi thi có cái cây đàn ukulele. Cái này là em học hả? Dạ em học được nửa tháng, còn mấy cái học âm thì em tự học hết. Hay quá. Thế thì chút nữa ở bên phòng kế bên thì Bảo Ngọc sẽ đồng hành cùng với hai em. Thế thì lúc đó hãy thể hiện một chút tài năng của mình ha. Song ca cùng chút với Bảo Ngọc lấy tinh thần bước lên sân khấu nha. Rồi một lần nữa xin mời các bạn cùng bước ra sân khấu ạ. Xin mời hai bà mẹ. Hôm nay em thấy chị mang theo một cây đàn, vậy chị biết chơi đàn hả? Biết em. Bây giờ em có một đề nghị, chị có thể đàn cho em hát một bài được không? Được em. Rồi. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Chị đàn hay quá. Chúc hai chị thi tốt thành công nha. Bây giờ mình yeah nha. 1, 2, 3, yeah. Bye không bao giờ sao lãng, dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu, vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngập tràn. Không hay nên ba tập chơi trống, đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm dòng dã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn,
con đem câu hát ca vào. Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều, mai đây con chở che cho biết bao điều, cho ước mơ cùng mẹ, cho nỗi đau cùng mẹ, theo ba trong sống. Dễ thương, hai cô bé rất đáng yêu. Hai em hãy giới thiệu đôi nét về mình đi. Em tên gì? Dạ em tên là Đinh Ngọc Lâm Khuê. Năm nay em 10 tuổi, em đến từ thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng. Con tên là Bùi Thị Kiều Vy. Năm nay con 13 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi xin mời chia sẻ từ phía anh Đại Nghĩa và chị Cẩm Ly. Xin mời. Hai con có một cái điều mà chú thấy rất là thích là hai con hát song ca, nhưng mà không có bạn nào muốn tỏ ra mình hát hay hơn bạn kia, mà đó mới chính là cái tinh thần của một cặp song ca. Chỗ này mình hát lớn thì bạn kia hát nhỏ, chỗ này mình nhỏ lại mình bè thì bạn kia hát lớn hơn, và đó chính là cái tinh thần của song ca mà chú rất là mong muốn nhìn thấy. Đó là lý do mà cô chú đã bấm nút lựa chọn hai con. Cảm ơn hai con nha. Xin mời chị Tư Cẩm Ly. Con cũng hơi tiếc cái đoạn đầu. Cái đoạn đầu lúc mà solo phải chi con có một cái cặp, một cái bè vào được cái bài này sẽ rất là hay. Tại lúc đó nó trên cái nền nhạc nhẹ nó sẽ du dương hơn. Và một cái ở Vi nữa là con hát tốt, tụi con có cái nhã chữ phát âm cô thấy nó cũng tương đối là đẹp. Nhưng con có một xíu cái gì đó không có được tự tin cho lắm. Người ta nhìn vào người ta lại cảm giác con không có được thoải mái cho lắm. Trong khi gương mặt con vẫn tươi thì cái đó nó mất hay, chỉ như thế thôi. Xin được cảm ơn. Đúng là tất cả những gì cô muốn chia sẻ thì chú Đại Nghĩa và cô Cẩm Ly đã vừa nói rất là chính xác. Có nghĩa là hai đứa con có giọng mềm mượt và rất là hòa quyện. Cái cô đánh giá cao là tụi con biết bè. Đó, những cái điều đó là những cái điều cần thiết. Và cô chú rất là mong muốn bé Vi với bé Khuê về đội của cô chú. Cảm ơn tụi con. Ở đây á, cái phần tụi con sắp xếp cái bài hát chú rất là hài lòng. Khi tụi con hát bài này có nghĩa là tình cảm yêu thương của con dành cho người thân của mình nó đang ngập tràn ở trong tim của con, thì nó mới tràn cảm xúc và lan tỏa cho mọi người. Mỗi một gia đình hạnh phúc nó sẽ lan tỏa trong làng, trong xóm, trong thành phố. Mà sự kết hợp giữa tụi con giữa thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng nó là một cái tình hữu nghị. Cái đó nó làm cho các bạn ở khác vùng quê với nhau có thể cảm thông được với nhau, và điều đó nó xóa những cái ranh giới đi mà tụi con đã ngay vòng đầu. Thì chú Bạch và cô Trang cũng đã cảm nhận và bấm đầu tiên, là bởi vì đã phát hiện ra điều này rất là nhanh, rất là sớm và rất là nhạy. Xin cảm ơn anh. Cái sự nhận xét của anh nó gắn kết rất là nhiều ở hai thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là nó đưa thẳng vô truyền hình Vĩnh Long của chúng ta đang phát. Đó là một sự nhận xét không biên giới, không có một sự giới hạn nào cả. Anh ngưỡng mộ luôn á. Từ một tiết mục ca nhạc thôi đó nha, mà anh diễn tả rồi anh phân tích rồi anh diễn giải rồi anh cắt anh mổ xẻ sao, gắn tinh thần đoàn kết dân tộc dễ sợ luôn vậy đó. Hồi nãy thì cô Trang cũng muốn gặp cái này để cho hai con, nhưng mà tại vì cô Trang cũng thấy là bên đội cô Trang cũng có một đôi là cũng cùng cái màu sắc. Đúng rồi, hơi giống rồi. Thật ra thì cô Trang với chú Vũ cũng rất là thích hai con. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thu Trang đã đại diện gia đình chia sẻ. Và bây giờ chỉ còn có hai đội, đó là đội của cô Cẩm Ly và nghệ sĩ Đại Nghĩa cùng với lại cô Đăng Trang và nghệ sĩ Thanh Bạch. Các em hãy đưa ra quyết định của mình đi ạ. Con Ngọc. Em chào chị. Em đang làm gì vậy? Em đang hát.
quê chị đâu? Quê chị ở Cần Thơ. Ủa, quê chị cùng quê với em nè. Ờ, vậy hả? Yeah. Vậy là chị đã chuẩn bị tinh thần của mình rồi đúng không? Hơi run run một chút. Bây giờ em chỉ cho chị cách hít trung nha. Đầu tiên là mình hít sâu vô, thở nhẹ ra. Hít sâu vô, thở nhẹ ra thì mình cũng đỡ rung thôi chứ cái này là chưa chắc hẳn rung đâu. Em chúc chị thi tốt nha. Cảm ơn em nha. Bây giờ về nha. 1, 2, 3. Yeah. Bye bye chị. Bye bye Bảo Ngọc. Chúc chị thi tốt nha. Giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì và đến từ đâu? Dạ, em tên là Doãn Ngọc Tường Vi, em đến từ Cần Thơ. Đến từ Cần Thơ, gạo trắng nước trong đúng không ạ? Xin mời Dương Trường Phủ. Giọng của Tường Vi có một cái chất riêng rất là đặc biệt. Nhưng mà có thể hôm nay vì áp lực hay là cái gì đó, cái cao độ của con mà lúc con hát á, nó chưa có được chuẩn cho lắm. Nhưng mà chú tin chắc là nếu như con tiếp tục về con rèn luyện thì cái giọng con sẽ càng tốt hơn nữa. Tại vì con có một cái chất rất là riêng, và cái đó là một cái điều mà chỉ có ông trời cho mình được thôi. Con cố lên con nhé. Cảm ơn chú. Cảm ơn Tường Vi rất nhiều. Hãy quay trở về luyện tập nhiều hơn nữa. Và anh tin chắc là sự quay trở lại của em sẽ ngày càng tiến bộ hơn ha. Chào em. Em giới thiệu đôi nét về mình đi. Em tên gì? Em tên là Lại Ngọc Mỹ Hoa. Tức là Hoa đẹp. Thế Hoa đến từ đâu? Em đến từ Hà Nội ạ. Thế em có biết sự khác biệt giữa Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh có điều gì đặc biệt không? Thì Hà Nội thì có mùa lạnh, còn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có mùa nóng với cả mùa mưa thôi. Đúng rồi, Hà Nội có 4 mùa và thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 2 mùa. Hà Nội thì có trà chanh chém gió, còn Sài Gòn thì có trà đá, đúng không? Cái khác biệt nữa là Hà Nội thì cuộc sống thì có vẻ hơi chậm hơn một chút, còn thành phố Hồ Chí Minh thì mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh. Em có cảm thấy điều đó không? Nhanh sôi nổi hơn ạ. Ở đây có 3 cặp huấn luyện viên, thì em thích về đội của huấn luyện viên nào? Nếu mà được chọn thì em sẽ vào đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ ạ. Thế thì anh chúc cho em may mắn nha.
sạch đã không có đời tôi hay về qua cho tôi quên tạm những vội vã nghe ngắm chuyện đời vui buồn cho tôi ly trà chanh và nhiều đá giống như khi tung nằm cùng ba mong hôm nay đường không một qua thôi cùng tôi trà đá vỉa hè mấy chiếc ghế thấp về ly trà ai bảo là không không mới từ nay chắc nay có hẹn người yêu tôi ra đây một ly trà đá cứ uống đi Hà Nội không gọi được đâu. Kết thúc bài hát thì đã thấy đèn sáng lên từ phía hai vị huấn luyện viên, đó là nghệ sĩ Dương Triệu Vũ và nghệ sĩ Thu Trang. Em giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì và đến từ đâu? Em tên là Lại Ngọc Mỹ Hoa, em đến từ Hà Nội, em năm nay 14 tuổi ạ. Yeah. Trước khi mà cái màn mở ra là chú Vũ đã thích cái phong cách của con rồi, đơn giản nhưng mà lại rất là cá tính, rồi nhảy cái kiểu nó hơi funky, hơi hip hop chút xíu, và cái kiểu này là đang rất là thịnh hành ở trong giới trẻ của mình. Bây giờ để cho mọi người có thể cảm nhận được cái giọng của con, tại vì chú thấy là cái giọng của con đáng lẽ phải được nhiều cái sự lựa chọn hơn như thế này, có thể tại vì cái bài hát của con hơi kén chọn khán giả chút xíu. Bây giờ con có thể hát một bài nào mà quen thuộc được không? Bài nào mà quen thuộc hơn cái này? Con hát một đoạn điệp khúc bài Mẹ Tôi được không ạ? Yeah. Miền sông khát khao một ngày nhớ mẹ dòng trào khơi xa. Wow. Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trầm tàn sao rơi. Rõ ràng là với ca khúc này thì nó khác hẳn hồi nãy đúng không ạ? Xin mời nghệ sĩ Thu Trang. Cô Trang rất là khâm phục cái bản lĩnh của con trên sân khấu. Khi mà các bé nhỏ khác khi mà không có được bấm chọn ngay những cái câu đầu tiên, cái tâm lý mình nó hơi bị dao động chút xíu, nó sẽ ảnh hưởng tới cái giọng của mình. Nhưng mà cô Trang để ý thì cô Trang thấy là con giữ xuyên suốt cái nguyên cái bài của con, cho nên là cô Trang rất là thích con ở cái chỗ là bản lĩnh sân khấu.
Cho nên là cô Trang nhiều nữa về đây. Ok ok. Khắp đất trời và mang bao ánh nắng chói chang cho sáng ngời muôn nơi. Con tên là Cát Viên, năm nay con 10 tuổi, con đến từ Đà Nẵng. Nhà con có 4 người, ba, mẹ, con và em gái. Ba con bên ngoài nhìn khó tính, nhưng thực ra rất dễ thương. Ba hát rất hay. Mẹ con là một người thật dịu dàng. Đối với con thì mẹ lúc nào cũng là người đẹp nhất. Hôm nay con được cả nhà đưa đi chơi ở phố cổ Hội An. Con thiệt là phấn khích. Đây là phần thưởng ba mẹ dành cho con để giúp con có tinh thần thật tốt, chuẩn bị vào thành phố Hồ Chí Minh thi chương trình tuyệt đỉnh song ca nhí. Chưa hết nha, con đã được ba mẹ cho đi thả hoa đăng trên thuyền. Cả nhà đã cùng cầu mong cho con thật tự tin, thật thành công trong chương trình. Con yêu gia đình con rất nhiều. Con mong cả nhà con lúc nào cũng cười tươi như vậy nhé. Ở Đà Nẵng như là ở Sài Gòn, ở đâu nóng hơn chị? Chị thấy ở Sài Gòn này nóng hơn. Đúng rồi, bây giờ em có cái này giúp cho chị mát hơn trước khi ra thi nè. Tên tên tên. Mát quá. Chị có thoải mái chưa? Chị thoải mái rồi. Rồi bây giờ mình đi ra sân khấu nha. Ừ. Em chúc chị thi tốt. Fighting. Thương cha chỉ lớn khóc.
giới thiệu đôi nét về mình cho các vị huấn luyện viên biết đi. Dạ, con chào 6 vị huấn luyện viên. Con tên là Trần Cát Viên. Năm nay con 10 tuổi. Con đến từ thành phố Đà Nẵng. Yeah! Đà Nẵng, vì sao con chọn ca khúc này vậy Cát Viên? Dạ, tại vì ca khúc này rất là hay và tình cảm. Con muốn hát vì mẹ, vì con rất là yêu thương mẹ của con. Mẹ của con đã lo lắng và chăm nuôi cho hai chị em con. Mẹ con rất là tuyệt vời. Viên ơi, con còn nhỏ nhưng con đã có cái cảm nhận như thế về mẹ. Cho nên khi con hát, con cất những câu đầu tiên là nó chạm ngay vào tim cô. Là tự nhiên tim cô nó cứ đập, đập mạnh. Cô không hiểu lý do như thế nào mà cứ đập mạnh như thế. Ở trong con, cái chiều sâu tình cảm con có, cho nên là nó chạm được trái tim của cô. Cho nên là cô quyết định ngay chỉ vài câu đầu tiên, khi mà cái đàn nó rải thôi là cô và chú Nghĩa đã chọn ngay, bấm chọn con ngay lập tức. Cái điều mà chú Nghĩa thích nhất trong cái phần trình diễn của con á, không phải chỉ hát về mặt kỹ thuật thanh nhạc không thôi, mà có cái hồn trong cái đó hồn, cái có cảm. Cái cảm xúc trong đó. Và khi chú nhắm mắt chú nghe, chú hình dung được cái nhân vật đó đang như thế nào. Chú nhớ có một cái câu gì mà có cái chữ chiếc lá đó. Đó, thì con hát chú nghe cảm giác ngay được là một cái chiếc lá nó đang bay, nó uốn lượn trong gió như thế này, nó rất là mỏng manh. Và khi cái tấm màn mở cửa ra thì chú hoàn toàn bị con chinh phục. Với cái đầm trắng như thế này, gương mặt của con như một thiên thần. Chú thấy ơi vợ con, về mặt kỹ thuật cô Cẩm Ly có thể sẽ chỉnh sửa cho con, nhưng mà về mặt cảm xúc con đã có đầy đủ tố chất của một người nghệ sĩ trong tương lai, mà điều đó không phải ai cũng có được. Và với di đội của chú và cô Cẩm Ly, chú sẽ hoàn thiện cho con về cái phần trình diễn, biểu cảm, biểu đạt làm sao để cái cảm xúc đó nó lan tỏa ra đến nhiều người hơn nữa trong cái phần trình diễn của mình. Cảm ơn con về tiết mục đã làm lay động trái tim của chú và tất cả mọi người ở đây. Xin được cảm ơn cặp đôi đầu tiên. Xin mời cặp đôi của nghệ sĩ Thu Trang và ca sĩ Dương Triều Vũ. Giống như một người nghệ sĩ, một người diễn viên khi mà đứng trên sân khấu á, khi họ diễn một vai bi, diễn thật ở bên trong á, thì khán giả ngồi dưới tự động người ta sẽ cảm nhận được cái này là thật chứ không phải là họ diễn, thì người ta ở dưới người ta cảm theo và người ta khóc. Con truyền được cái tình cảm đó đến với khán giả cũng như là đến các cô chú ngồi ở đây. Tới bây giờ mà cô Trang vẫn còn đang nổi da gà đây, cho nên là cô Trang chúc mừng con khi mà con có được cái điều đó, một người nghệ sĩ. Xin mời ca sĩ Dương Triều Vũ. Cát Viên ơi, con có biết con nhìn y như một thiên thần nhỏ không? Con có một cái chiều sâu mà không phải một đứa nhỏ nào cũng có được. Bây giờ cho dù con có về đội nào đi nữa, thì chú Vũ nghĩ là con cũng sẽ có một cái vị trí rất là vững vàng trong chương trình. Nhưng đối với chú Vũ và cô Trang ở đây rất tha thiết, mong là con sẽ chọn hai cô chú. Tại vì hai cô chú rất là yêu cái giọng hát của con và cái thiên thần đó của con, và cái chiều sâu của con là cái quan trọng nhất. Hy vọng là con sẽ cho cô chú một cơ hội. Cảm ơn. Xin cảm ơn ca sĩ Dương Triều Vũ. Bao giờ cái câu chốt của ca sĩ Dương Triều Vũ nó cũng có cái chữ nhưng éo le ở chỗ đó. Về đội nào cũng được nhưng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của ca sĩ Đăng Trang và nghệ sĩ Thanh Bạch. Cái bài này khi cô hát á, cô thua con, bởi vì cô không có dằn được cái cảm xúc của cô. Cứ tới mẹ ơi con đã già rồi là bắt đầu nghẹn rồi. Con hiểu tại sao mà cô Trang lúc nào hát cái câu đầu tiên cô Trang còn phải khóc không? Tại vì cô Trang già thiệt. Cô không có giành cô trẻ. Sao mà giành được? Giành thua sao? Đúng rồi, cho nên cô đâu có thèm giành. Trẻ nó có cái thay của tuổi trẻ, nhưng nó cũng có cái độ nông nổi của nó. Cho nên khi con về với cô chú, tự nhiên con thấy con được rất là nhiều điều. Còn bên kia trẻ cái chơi không? Bên kia thì trẻ quá, bên đây già quá. Về đồ ngay chính giữa là lưng lửng nè con. Nghĩa kia đi nè. Không biết không? Bên cạnh cái phần hát của con còn có tố chất của một người diễn xuất. Và cái điều đó cộng hưởng lại thì số điểm của con nó sẽ được nâng lên trong lòng của khán giả. Mà con đã có cái tố chất đó rồi, mà cô chú lại hợp như vậy, thì khó có lý do nào mà con có thể từ chối được cô chú. Con ơi, nếu như mà đã nói về cái tố chất đó thì chú Nghĩa thì phải mạnh hơn một tí chứ đúng không con? Trời ơi, cô Trang cũng có diễn xuất mà. Tính ra người gần gũi với con nhất là chú nè. Chú cũng người Quảng Nam Đà Nẵng, bây giờ con về đội chú là hoàn hảo rồi đó. Bây giờ để cô nói cho bé Viên nghe này nè. Như vậy nè, MC rồi 6 huấn luyện viên giám khảo làm cho con nãy giờ hoang mang đúng không? Cháu nói gì? Không, đối với tính cách của cháu là không hề bị hoang mang nhé. Diễn viên hay là ca sĩ, đội nào cũng có như nhau. Nhưng cái tình cảm thì
những ai mà có trải nghiệm. Cô Trang nói là cô Trang tình cảm với con. Chú Vũ nói chú Vũ là giống con là ở Quảng Nam Đà Nẵng. Cô Thu Trang chấm chỗ đi. Cô Thu Trang chấm chỗ đi. Thì bây giờ nè, tấm hình con với chú cũng có nhiều cái sự giống nhau. Giống nhau lắm. Giống nhau cái gì con biết không? Chú với con có đôi giày chiếu chiếu. Mình hơi lo sợ để em đề nghị gia đình mình có thể tản ra một chút cho con. Trời. Để giờ đây mình nói chuyện với gia đình con. Mình hợp gia đình luôn. Mình hợp gia đình. Hết chỗ rồi. Mình hợp gia đình mà. Cô thì cô không có tranh giành như các cô chú. Khi cô Ly đã bấm có nghĩa là cô Ly muốn về đội của cô Ly. Chỉ đơn giản như vậy thôi, còn quyết định cuối cùng vẫn là con. Bây giờ muốn cho nó nhanh gọn thì bây giờ con quyết định ngay để cô chú khỏi xào xáo. Em xin phép con ơi, con theo quá. Chú đi là an toàn nhất. Chú nói một câu một nữa thôi. Tình cảm thì chú nào cô nào cũng dành cho con như nhau. Nhưng mà cái sự quyết liệt để có được con thì con phải thấy rằng ai, đúng không? Ai tha thiết hơn? Chú với cô Ly là người gạt cái cần này đầu tiên. Chú là cái người gạt tất cả mọi người. Anh ơi, có một câu hả? Cô chú đã chuẩn bị sẵn sàng cho con rồi. Con coi nè, có cái tình cảm nào mà có hai cái trái tim của chú Bạch của cô Trang nhập lại dành cho con đi. Con cảm thấy nó ngọt ngào đến mức nào mà con về con còn chia được cho mẹ nè, chia cho chị, cho em của con nè. Bây giờ bung chiều cuối là thua thôi chứ giờ anh, sao? Anh Bạch ơi, anh cho em một hộp không được không? Em thấy anh đem tới mấy chục hộp lần đó. Bây giờ có ba vị huấn luyện viên. Cặp 1 là cặp đôi của nghệ sĩ Thu Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Cặp 2, ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Đại Nghĩa. Cặp 3, ca sĩ Đoan Trang và nghệ sĩ Thanh Bạch. Con hãy cho chú biết cái con số mà con sẽ chọn. Là hãy mưa. Đọc tên của cô chú đó đi ạ. Cầu mưa. Chúng ta sẽ cùng làm quen với hai bạn nhỏ vô cùng dễ thương đến từ An Giang nhé. Con tên là Trần Thị Gia Thảo, năm nay con 12 tuổi, con là một cô bé hơi nhút nhát. Con tên là Dương Tiến Long, năm nay con 12 tuổi, con thì rất là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát và dễ thương. Con rất là thích hát, con hát ở mọi lúc. Đi học con cũng hát, ở nhà giúp mẹ con cũng hát. Âm nhạc giúp cho con không có nhút nhát và hòa đồng với các bạn. Âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất của con. Một người thầy của con đã nói, nếu mà trong cuộc sống chúng ta mà thiếu đi âm nhạc cũng như là thiếu đi niềm vui, thiếu tiếng cười. Vì vậy con sẽ giữ gìn niềm đam mê đó. Hai bạn nhỏ, hai màu sắc khác nhau nhưng có chung một niềm đam mê âm nhạc. Liệu sẽ kết hợp với nhau như thế nào trong chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca nhí? Chúng ta hãy cùng đón xem tiết mục Phương Xa Nhớ Mẹ ngay sau đây nhé! Hãy
còn xa xứ bên hiên vắng, hoàng hôn phai nắng bên sông đó, nhớ thương quê nhà mắt cay lệ trào vì nhớ mẹ nhà. Giờ còn xa xứ bên hiên vắng, hoàng hôn phai nắng bên sông đó, nhớ thương quê nhà mắt cay lệ trào vì nhớ mẹ. Con tên là Dương Tiến Long. Yeah. Dạ, con tên là Trần Thị Dạ Thảo. Có phải anh em không? Dạ không phải. Hàng xóm? Không phải hàng xóm. Không ở gần khu nhau? Dạ không gần khu. Hỏi trước đi chứ đừng có nói rồi nó sai. Dạ, bây giờ thì xin mời huấn luyện viên Dương Triệu Vũ và nghệ sĩ Thu Trang. Hai người đó nói sao? Rồi cho họ chọn họ nói trước sao đi. Chứ tại sao họ chọn họ lại nói trước? Thôi mình ngồi đi bà. Xin mời cặp đôi Bạch Gia Trang có vẻ muốn nói, xin mời chia sẻ. Anh làm vậy để cho hai người đó ngồi nghỉ mệt thế. Hai tụi con á có một cái điều, khi mà hát phát âm tiếng Nam làm cho cô chú không có kìm được cảm xúc. Bởi vì khi con nói chuyện như thế này, cái sự thuyết phục của tụi con nó sẽ rất là ít. Nhưng mà khi vô nhạc tụi con hát, tự nhiên như có một cái luồng điện chạy qua và giúp cho mọi người tập trung sự chú ý. Và đặc biệt là cậu bé họ Dương có một cái gì đó rất là lạ. Khi mà con tiếp xúc với khán giả con lại bừng sáng hơn nữa. Còn ngược lại bé gái Dạ Thảo thì khi khán giả đông quá thì con lại hơi sợ sợ một chút xíu. Nhưng sau đó con lấy lại bình tĩnh được ngay. Cho nên hai con là một cặp mà chú nghĩ rằng rất tuyệt vời để tỏa sáng với cái nền của nhà họ Vũ Trang, mà có thêm họ Dương nữa con. Nó trùng họ với con, nó hay lắm luôn. Nó ngẫu nhiên mà nó tuyệt vời đó con. Dạ cảm ơn chú ạ. Cái lý do mà cô chú không thể gạt cái cần này để chọn hai con là vì sao? Bởi vì cô chú đều có lý do của mình. Và nó rất là nhất là lý do. Cô chú đã đủ người rồi. Rất là lý do. Bây giờ cô gạt thấy cũng được nè, là để cho thấy rằng hai đứa con xứng đáng để được các cô chú chọn. Nhưng mà các cô chú phải tính toán rất là kỹ cái lượng thí sinh khi mình quay hình, làm sao để cái đội của mình đang có ai rồi, cho nên phải làm sao nó dung hòa với nhau nữa. Bây giờ ai cô chú cũng đứng lên giành giật thì nó mất cái cân đối. Đó là lý do mà cô chú không thể chọn tụi con. Cho nên cô Trang lần này nghỉ mệt, không có chạy lên đó, chạy xuống nữa. Chú giờ... đã khuyên rồi. Dạ Thảo, mới đầu khi con cất giọng lên thì cô và chú Nghĩa rất là ấn tượng. Giọng con thì rất là ngọt, nhưng mà có lẽ là chưa có được chỉ bảo nhiều đó. Cô nghĩ là cái này về chú Vũ sẽ chỉ bảo cho con. Phát âm ra có nhiều chữ con bị mờ, bị nuốt vào trong. Con Long thì giọng con sang sảng ha, nghe thì rất là đã, và đặc biệt là cái tấm màn nó mở ra thì cái gương mặt của nó rất là sáng, rất là bắt sân khấu. Dạ cảm ơn cô. Anh Nghĩa, anh có vẻ hiền thục vậy, dịu dàng quá. Chú không muốn gạt cái cần này bởi vì chú đang giữ cho mình hình ảnh là một người nghệ sĩ điềm đạm. Chú không muốn tranh giành. Trước giờ đâu có đâu anh. Cô này từ đầu đến giờ anh đâu bao giờ có hình ảnh đó. Dạ. Không không, tại vì Đại Nghĩa đó là cân cái sức á, với lại cái độ quậy của em Trang của đội anh á. Hãy Trang hiền là Nghĩa hiền à. Ồ vậy hả? Bởi vì Nghĩa Trang lại ngồi bên cạnh nhau. Hai con, chú thấy cái điểm mà nó kém thu hút khán giả không phải là ở giọng hát đâu, tụi con có giọng hát hay lắm. Chỉ là tụi con có lẽ là hồi nãy như chú Khang hỏi, hai con không phải là bạn học chung lớp, không phải là bạn hàng xóm gần nhà, cho nên vẫn còn xa lạ, vẫn còn ngại ngùng, chưa có giao lưu nhiều với nhau. Cho nên là cái tiết mục của mình nó hơi đơn điệu một tí. Nhưng hai con yên tâm, về đội chú Vũ đi, cô Trang sẽ huấn luyện hai con. Mai mốt hai con ra hát vui ghê lắm. Cùng của tụi con sẽ mang tính giải trí rất cao. Chú cảm thấy rất là hạnh diện khi mà hai con về đội của chú. Tại vì thứ nhất, hai con có giọng trời phú, nghe là biết ai hát liền. Giọng rất ngọt ngào, còn con giọng rất sáng và đúng kiểu chất miền Tây luôn. Không cần màu mè nhưng mà nó ra với cái kinh nghiệm của chú. Và chú sẽ có, dĩ nhiên có thêm nhiều sự cố vấn của các cô chú nhạc sĩ khác nữa và cô Thu Trang nữa, thì sẽ giúp cho hai cháu càng ngày càng tỏa sáng hơn. Hai cháu cứ yên tâm, cứ ngoan ngoãn dễ thương như vậy. Ok, cảm ơn ca sĩ Di Thừa Vũ. Anh Trang Khang muốn hỏi tí xíu là
khi mà cái tấm màn mà đóng lại á, thì anh thấy em hát rất là cảm xúc, mà hát rất truyền cảm. Nhưng lúc mà cái màn mở ra đó, thì em có vẻ hơi rụt rè. Đó là lý do vì sao? Tại vì em chưa đứng sân khấu nhiều, hay là tại vì khán giả đông quá, hay là vì lý do gì? Dạ, tại vì đây là lần đầu tiên là con được đứng trên một sân khấu lớn như thế này. À, vậy hả? Còn với bạn Long thì như thế nào? Dạ, thưa chú là... là con rất vinh hạnh vì được tỏa sáng trên sân khấu. Yeah. Con biết không, cái điều hay của chương trình này á, không phải là tìm những ca sĩ, những cặp song ca mà hoàn hảo đứng trên sân khấu, mà tìm những viên ngọc báu mà chưa được mài dũa, mà mình thấy được cái tiềm năng của nó. Và hôm nay chú thấy được tiềm năng của con hai rất 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 là dễ sợ. Hai con hát giọng cổ được không? Con có thể hát một câu cho dạ, chú nghe được không? Được hả? Đây. Nghe đi. Đây. Con xin... hát bài ca cổ Lá Chầu Xanh ạ. Yeah. Dễ thương quá đi. Ồ, mình có ghế, mình ngồi, mình ngồi đây chứ. Thương nhau cao bù lầm đôi miếng, thì một lá trầu xanh thắm nở duyên. Cứ mỗi chiều về ta buổi chờ, em còn hoài dòng bóng người thương. Hay quá. Rồi bây giờ đến Thảo. Thảo thử một bài, một đoạn trong giọng cổ buồn đi. Ai đã cùng em thề câu nguyện ngước, trầu cao mâm quá đưa sang đàn trai đón dâu về. Chim nguyên có bạn có bầy, nở sao anh để lẻ bầy lòng em. Có thương có nhớ quê nhà, về mà nghe giọng cổ nhớ hoài tình em. Cuộc đời ngủ quên chìm vào lớn sâu.
Vừa rồi là ca khúc Hồng Quê với hai cô bé rất là dễ thương, đáng yêu, mặc hai cái áo bà ba. Trời ơi, con người ta đẹp, dễ thương, đáng yêu. Mà tại sao? Dạ, xin mời hai em giới thiệu đôi nét về mình. Em tên gì, đến từ đâu? Dạ, em tên là Bảo Châu, đến từ An Giang ạ. Còn em? Còn em tên là Tường Vi, đến từ Bình Định ạ. Con ơi, tự nhiên cái hai đứa con hát xong mở màn ra cái thấy giám khảo ngồi một cục buồn hiu vậy đó. Trời ơi, sao hai cái giọng này nó chắc chắn, nó hòa quyện với nhau đến như vậy. Chú thuyết phục hai bên rất là nhiều để có thể là chọn hai con mang về đội của mình. Nhưng mà dĩ nhiên huấn luyện viên nào cũng có chiến lược của riêng mình hết rồi, và đã có sự sắp xếp các màu sắc trong đội của mình. Cho nên bây giờ các cô chú ngồi chùm nhum mặt buồn hiu rồi, thấy không? Nên Nguyên Khang cảm ơn hai bé rất là nhiều. Hai em có thể đến để chào và cảm ơn các vị huấn luyện viên, và hy vọng hẹn gặp lại ở những chương trình khác nha. Ai chia tay ai?
Xin cảm ơn các bạn. Hay quá. Wow. Thưa quý vị, ngay từ cái câu đầu tiên thì chúng ta đã thấy chỗ nó ngọt ơi là ngọt, giống như là bỏ đường phèn vào trong giọng hát của em vậy đó Khánh Huế. Đây Khánh Huế và Mỹ Hoa, hai chiến binh của đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ và Thu Trang. Anh hỏi tí là hai em đã từng hát cái dòng nhạc bolero trữ tình này bao giờ chưa? Dạ chưa ạ. Chưa đúng không? Còn em? Chưa luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Xin mời ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Đại Nghĩa, xin mời. Tới tiết mục này bắt đầu cô cảm thấy cái vòng thi của đêm nay thực sự thú vị. Tại vì các con ai cũng chia sẻ rằng chưa bao giờ hát những cái thể loại của cái đêm hôm nay hết. Mà các con lại làm rất là tốt. Tuy rằng trong cái mới lạ đó đối với các con thì nó sẽ khó khăn hơn tí xíu. Tại vì mình mới vừa làm quen mà nó sẽ không thể hoàn hảo và trọn vẹn được khi mà bài hát nào mà cái đoạn đầu mà chỉ có rải những cái guitar hay những cái tiếng ọt nhẹ nhẹ thôi, được không có beat nhạc trong đó, thì cái câu đầu tiên nó vào rất là quan trọng và nó lấy lòng khán giả hay nó đốn gục tim người ta hay không là cái câu đầu nó rất quan trọng. Thì hôm nay con vào đó rất là ngọt thế, rất là hay. Duy chỉ có một cái này thì không có gì nhưng mà để ý nha, sao cuối câu sao vậy, cái đoạn ngân cuối đó cô nào bị rớt ra ngoài cái câu ngân cuối cùng hết của cái bài hát này nè, điều hiu đó, có không, con có nhớ không, có một bạn ngân đang ngân dài tự nhiên lòi ra một bạn mà kéo bằng không rung đuôi mà không vuốt nhẹ cái đuôi nó tiếc, con hiểu không, mà mình tự nhiên mình đi ngắt á là có một bạn mà cô không biết bạn nào. Thì bây giờ con hát lại cái câu cuối giữ cho đời thôi điều hiu gì đó, trước câu đó một câu, một câu rất ý nghĩa. Hứa cho đời thôi điều hiu, hứa cho đời thôi điều hiu. Đó, vậy là Huế phát hiện ra con, tức là con đã vuốt rồi cuối cùng con lại đẩy hơi ra hiu, nó mạnh tự nhiên đang mình đang vuốt nó mềm nó nhọn vậy nè con, nó đang mềm cái tự nhiên con cái cuối cái tự nhiên con lại đẩy cái hơi mạnh vô thì nó bớt có được mềm cái đó em xíu. Hiểu luôn, tại em cũng bị y chang vậy mỗi lần vậy hát nhạc bolero. Vậy là thầy nào trò nấy. Tại vì khi mà mình chuyên hát cái nhạc trẻ với lại nhạc mà nó có cái tiết tấu mà nó chắc hơn đó thì rất là dễ hay bị cái này. Mình phải dùng lực. Cái đó nó không có gì hết mà nó đang mình nó làm mượt như thế, mình làm người ta hết hồn ở đoạn cuối hơi tiếc về cái đó thôi. Mà không vấn đề gì hết. Còn nói gì về khán giả ơi, dành một tràng pháo tay cho chị Tư Tinh Tế. Có cái nickname mới vậy, chị Tư Tinh Tế. Không, mà Vũ phải công nhận với chị là nó phải mềm luôn. Tự nhiên nó làm mình hơi hết hồn tí xíu thì nó tiếc thôi. Nhưng mà cái này cô nói rồi, hôm nay là một sự trải nghiệm của các con. Các con làm như vậy là quá giỏi rồi. Xin mời huấn luyện viên Đại Nghĩa. Còn với chú Nghĩa thì hai con tuy nói là lớn hơn so với các bạn trong chương trình này, là những cái bạn ở độ tuổi 9, 10 thì các con là 12 hoặc 13 đúng không? Thì các con là sẽ lớn hơn các bạn ấy thôi. Chứ nếu mà nhìn rộng ra hơn một tí thì các con vẫn còn rất là nhỏ, vẫn còn là những cô bé đó. Và để hát được một cái nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương như bài Xóm Đêm này thì nó không có đơn giản một chút nào hết. Chưa tính về mặt kỹ thuật, mà bây giờ chỉ cần tính về cái độ hiểu bài hát của các con như thế nào, để các con có thể diễn tả được cái tinh thần của bài hát thôi thì cũng đã là một cái điều quá khó với độ tuổi của hai con rồi. Thì đó là cái điều mà chú Nghĩa thấy rằng các con đã quá tuyệt vời với cái tiết mục ngày hôm nay nha. Còn về những phần kỹ thuật như cô Cẩm Ly vừa mới chia sẻ, dần dần mình sẽ tiếp tục hoàn thiện. Chúc mừng hai con. Thank you. Thank you. Xin cảm ơn huấn luyện viên Đại Nghĩa. Và bây giờ xin mời gia đình Bạch Gia Trang chia sẻ. Chú Bạch ngưỡng mộ cái giọng hát của hai tụi con mây gáy từ những dòng trước rồi. Nó có một cái sức quyến rũ nào đó mà chúng giải thích được. Và ở đây thì hai huấn luyện viên rất là mạo hiểm khi mà đưa vào cái phần hát tự do đầu câu, mà giao cho cái người hát thiệt là tốt hát trước. Và chú Bạch lo ghê hồn lắm. Huế làm càng hay thì chú lại càng lo là cái câu tiếp theo sẽ vào như thế nào. Bởi vì song ca mà, nó phải song đôi cùng sức với nhau. Thì rõ ràng Mỹ Hoa đã không làm cho mọi người thất vọng.
khi cái phần quá hay của Huế chuyển qua cái phần của con, rõ ràng hai tụi con đã ngẫu nhiên và thành một cặp đôi rất là ăn ý, là điều thứ nhất. Điều tiếp theo nữa ở đây thì để phong phú cho chương trình, hai huấn luyện viên đã quyết định phong cách dance sport để đưa vào trong tiết mục này. Thì ở đây các con đã không bị chi phối bởi các vũ công. Và như lần trước chú Bạch có góp ý, mình thấy điều mình hát và mình sống trong không gian của mình tưởng tượng. Và tụi con đã hé lộ được khả năng diễn xuất của mình để bao nhiêu cái gì xảy ra xung quanh, vũ công có te, có bật ngửa, có nằm dài, cũng không cái chi phối sự chú ý của tụi con. Tụi con có không gian của mình thì cái hình ảnh mình tưởng tượng nó phải liên tục. Và đây là một cái bài học rất là cần thiết trong suốt quãng đời còn lại. Nếu tụi con bao giờ còn hát thì tụi con sẽ giữ được tình cảm của khán giả bằng chính cảm xúc của mình. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thanh Bạch. Và bây giờ thì xin mời nữ hoàng khiêu vũ chia sẻ tiếp tục. Thèm lên nhảy rumba ghê luôn vậy đó. Hai đứa con thì cô chỉ nói một điều là giọng của Mỹ Hoa đó, giọng con rất là sáng đẹp, luyện thêm cho nó dày hơn nha con. Còn Khánh Huế, cô đánh giá ở con là ra khỏi cuộc thi, con nếu mà tiếp tục đam mê, cô nghĩ là con vẫn có thể làm được những cái điều gì đó khác hơn, xa hơn, rộng lớn hơn. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô ạ. Bây giờ xin mời gia đình của huấn luyện viên Vũ Trang. Cô cảm ơn tụi con vì đem đến một cái tiết mục rất là hay và cảm xúc. Thì tụi con rất là hoàn thành, rất là xuất sắc cái bài Sớm Đêm. Chứ gặp cô Trang sẽ hát bài Sớm Em thôi, chứ không hát bài Sớm Đêm được. Hay. Cảm ơn tụi con. Vâng. Cảm ơn cô. Và xin mời huấn luyện viên Như Trường Vũ. Trước khi hai con hát bài này thì chú đã giải thích cho con về cái nội dung của bài này. Tức là mình sống ở trong một cộng đồng, mình mỗi người sẽ có một cái nỗi niềm khác nhau. Và cái điều cần nhất ở trong một cộng đồng đó chính là cái sự cảm thông. Và cái bài hát này nói lên cái sự cảm thông đó. Và khi hai con hát thì chú cảm giác được hết những cái nỗi niềm ở trong cái xóm nhỏ này. Và nếu như mọi người để ý, đáng lẽ mặc áo dài như thế này là phải mang giày cao gót đúng không? Nhưng mà tại vì Vũ sợ là hai cháu sẽ hát không có được tốt, cho nên là Vũ cho mang hai đôi dép vào con. Cho nên là hồi nãy chú nhìn chú hơi khó chịu chút xíu là tại vì cái áo dài nó hơi dài chút xíu. Tôi nghĩ là Dương Triều Vũ rất là may mắn. Nếu như hai cô bé này mặc áo dài cao gót thì người ta sẽ nghĩ khác. Đúng, chính xác luôn. Cái này là học sinh đàng hoàng. Cái ý của tụi em là em muốn vẫn giữ được cái sự hồn nhiên ở trong hai cháu. Và cái lý do mà Vũ để cho Huế hát đầu tiên ở trong cái câu chỉ rải bằng guitar không là Vũ hiểu được cái chất ở trong giọng của Huế có thể truyền tải được cái câu đó một cách hiệu quả. Còn về Hoa là rất giỏi về nhịp, tại vì cháu chuyên hát về nhạc R&B mà, cho nên là khi mà có riff vô là cháu hát là chính xác luôn. Hôm nay hai cháu làm cho cô chú rất tự hào. Một bài rất rất khó, rất sâu mà hai con lại diễn tả với cái độ tuổi 12, 13 một cách trọn vẹn như vậy. Cô chú không còn gì để nói nữa. Cảm ơn hai con. Wow. Rất là nhiều lời khen dành cho hai bạn. Sương lắm chứ, ngồi mình trong vườn ngọn ca lao
Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản mashup hai ca khúc Bà Mẹ Quê và Em Bé Quê. Xin được chúc mừng Hoàng Yến và Lâm Khuê. Mời em vào đây. Dễ thương quá đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Chúng tôi xin mời huấn luyện viên Dương Triệu Vũ và huấn luyện viên Thu Trang. Chào hai con. Chào chú. Hôm nay được đưa một cái bài mà nó lạ với mấy con vậy, hay con cảm thấy như thế nào khi mà trình diễn? Con cảm thấy sau cái tiết mục? Dạ, tụi con cảm thấy là cũng nói chung là tụi con hát bài này cũng được. Tại vì là cũng không phải là sở trường nên tụi con hát chưa được tốt lắm. Đúng, khi con nói được câu này thì chú sẽ dám nói tiếp về cái phần mà chuyên môn của bài hát này. Thì tức là có những cái cao độ cũng như là những cái cách xử lý ấy, hai con làm thì nó gần được nhưng mà nó chưa được. Nhưng mà tại vì hôm nay là một cái ngày mà mình chỉ vui chơi với nhau thôi. Và hôm nay là hai con diễn thì cái tinh thần có, sự vui tươi hồn nhiên có, và được thêm cái sự hỗ trợ của các bạn ở trong ABC Kids nữa, cho nên làm cho chú cảm thấy rất là nhẹ nhàng thoải mái khi mà xem, tưởng tượng mình giống như đang ở quê vậy đó, ra ngoài đồng lúa để mà xem. Thì chúc mừng hai con đã làm tốt cái trách nhiệm của mình, và chú hy vọng là trong cái lần sau hai con sẽ làm tốt hơn nữa nha. Chúc mừng hai con. Cảm ơn chú. Cô Trang thì cô Trang thấy là cái tiết mục này giống như là một cái bức tranh vậy đó, vẽ lên được một cái bức tranh mà mình tưởng tượng ra được là mình đang giống như chú con Vũ trâu nói bên đó này, đúng rồi này. Có con trâu, rồi có cánh đồng, rồi có người, có mấy bạn nít ra thả diều, đồ chơi, những trò chơi mà ở dưới quê đó. Nói chung là tụi con đã hoàn thành rất là tốt cái vai trò của mình để mà vẽ lên một cái bức tranh rất là đẹp ở trên sân khấu của tuyệt đỉnh Sông Ca Nhí. Cô Trang cảm ơn con. Cảm ơn cô. Xin mời nghệ sĩ Cẩm Ly. Cô cũng thấy có một chút hoang mang thôi, nhưng mà tại vì không phải sở trường của mình cho nên nó hơi rụt rè giống như đội của cô thôi, không có gì hết. Nhưng mà hôm nay mình được vui chơi mà, phải không? Mình được thoải mái, mình có thể thể nghiệm mình ở một cái thể loại khác. Càng về sau đó tụi con nhập vào bài hát rồi thì bắt đầu tụi con đỡ lên, thấy cảm thấy thoải mái hơn, diễn tốt. Chúc mừng tiết mục của hai con. Cảm ơn cô. Dạ, xin mời anh huấn luyện viên Đại Nghĩa, hình như anh gì vậy? Có điều gì đó anh vẫn còn cái dư âm. Anh ơi, chỉ có con trâu thôi chứ không có lân sư rồng anh. Anh thì đang thèm phải chi có thêm một cái ụ rơm nữa. Mà bứt rơm nữa hả? Ta lại có một cái trận chiến rơm với nhau. Thôi đi. Giống như cái bài về ăn cơm mà hai con làm cho ban huấn luyện viên các cô chú đây náo động gì các con bởi cái ụ rơm. Bữa nay đó là cô chú về bị viết kiểm điểm là tại phá sân khấu. Rồi, bữa nay nè, chú nhìn cái bài hát thấy là Bà Mẹ Quê rồi Em Bé Quê ha, chú nghĩ bụng rồi ha, có rơm nữa nha, có rơm nữa nha. Đó, thế nào lên giật rơm chọi nhau nữa nè, vui chơi nữa nè. Nhưng mà tiếc quá không có. Có con trâu được rồi hả? Chú mẹ. Thôi con trâu gì đâu, đâu con trâu đâu. Còn với cái bài hát của hai con á, thì thật ra với chú Nghĩa thấy hai con đã làm quá dễ thương rồi còn gì nữa. Với một cái độ khó của hai bài khi mashup lại với nhau, vừa phải hát bè rồi chia câu rồi hát đuổi, người này hát câu này của bài này, người kia hát câu kia của bài kia, mà hai con hát không có bị chồng lời với nhau, không có bị bạn mình cuốn theo á. Ví dụ gặp chú nha, chú đang hát cái câu của chú mà nghe cô Cẩm Ly mà hát cái câu khác là chú hát liệu, hát theo liền đó. Đó. Còn bởi vì chú con đâu làm ca sĩ thì bởi vậy mới nói cảm ơn hai con rất nhiều. Cảm ơn chú. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của gia đình Bạch Gia Trang, xin mời. Đây là một cái bản mashup khó, đúng, có. Và nó rất là hay. Nó bắt buộc mình phải tập trung cao độ khi mà mình tập. Cái bản này á, là nó có thể có những cái bản nhanh, bản version nhanh. Nhưng mà cái bản này là mashup hai cái bài hát Mẹ Quê, Bà Mẹ Quê với lại Em Bé Quê với nhau. Với cái giai điệu nó cứ nhẹ nhàng chồng qua xen lại như thế đó. Để nó tạo thành một cái màu sắc hoàn toàn khác biệt. Đó cũng là một cái điều cô muốn gửi gắm cho tụi con phải học theo cái phiên bản này. Và ngày hôm nay tụi con đã cố gắng hết sức mình, mặc dù còn rụt rè chút xíu. Và cô cũng muốn nhắc là trên cái con đường mình đi, cái sự nỗ lực, cái quyết liệt của mình muốn thể hiện cho tất cả mọi người thấy cái bản thân của mình là điều vô cùng quan trọng. Giống như cô Cẩm Ly cũng như tất cả các cô chú ở đây cũng vừa nhận xét tụi con, mình học được điều mới là cái thứ nhất, mình phải cảm thấy cái điều đó là một cái điều thích thú cho bản thân mình. Cái thứ hai là khi nhận được bất cứ một đề bài nào của cô chú đưa ra, mình phải yêu thương nó và mình phải tập luyện nó ha, để mình
chiến thắng chính bản thân mình để mình vượt qua những thử thách đó. Cái đó là cái cô muốn gửi gắm các con luôn luôn nhớ, phải chiến thắng bản thân mình trước, chứ không phải nói là ô bài toán này khó quá rồi tôi ngồi đó tôi gẫm bút à, rồi làm sao tôi vượt qua được bản thân mình. Cho nên các con phải cố gắng và cố gắng hơn thật nhiều nữa cho cô. Và với tất cả những gì chúng ta đã trải qua thì ngày hôm nay cô chúc mừng các con. Cảm ơn cô. Bây giờ chú Bạch cũng xin cảm ơn gia đình của các con đã kéo nguyên cái hộ khẩu vô để người lo chuyện này, người lo chuyện kia, và các con mới có đủ sức mà đứng trên sân khấu hát như bữa nay được như thế này. Xin được cảm ơn công ty Sen Vàng cũng như là tất cả các phụ huynh đã đồng lòng cùng chúng tôi với Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí.